Rể quý trời cho. Chương 1221, lực sát thương không đủ đẩy cửa ra, trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn. Lâm Thanh Diện tựa ở cửa phòng, cũng không đi vào. Sao không tiến vào, sợ tôi ăn anh à? Lương Cung Nhạn Xương nói. Váy ngủ mỏng manh phát họa đường cong mê người của cô ta, môi đỏ khẽ mở càng thêm quyến rũ. Có thể đưa chìa khóa cho tôi không, tôi xuống dưới tầng mở một gian phòng để ngủ. Lâm Thanh Diện nói cũng không nhìn nhiều. Lương Cung Nhạn Xương mỉm cười đứng dậy, chậm rãi đi đến. Sao vậy, bây giờ ngay cả phòng của tôi cũng không dám đi vào sao? Khi nói chuyện, Lương Cung Nhạn Xương đã đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Không phải không dám vào, chỉ là bây giờ cô mặc thế này. Lâm Thanh Diện trả lời. Tôi mặc thế nào, sao vậy, nhìn không đẹp sao? Lương Cung Nhạn Xương nói rồi quay một vòng, lụa mỏng tung bay, dường như Lâm Thanh Diện có thể nhìn thấy một số nơi không nên nhìn. Đẹp đẹp nhưng bây giờ mặc thế này hình như không đúng lúc, Lâm Thanh Diện nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lương Cung Nhạn Xương trêu ghẹo liếc nhìn Lâm Thanh Diện, đây là phòng của tôi, hơn nữa bây giờ là buổi tối, tôi không mặc váy ngủ thì mặc cái gì? Lâm Thanh Diện cân nhắc tỉ mỉ, dường như không cách nào phản bác. Đưa chìa khóa cho tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, Lâm Thanh Diện nói. Vậy không được, anh còn chưa nói kết quả tối nay anh ra ngoài như thế nào. Nói xong, Lương Cung Nhạn Xương đi vào phòng khách ngồi trên ghế sofa. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi vào. Đã điều tra rõ ràng, chuyện lần này đúng là Trần Minh Thu gây ra, nhưng mà ông ta bị người ta sai khiến, Lâm Thanh Diện nói. Quả nhiên là ông tai. Lông mày xinh đẹp của Lương Cung Nhạn Xương cau lại, vậy hai thầy trò bọn họ đâu? Cũng không thể tùy tiện buông tha cho bọn họ. Đó là tất nhiên rồi, Lâm Thanh Diện từ tốn nói, trái lại cũng rất hài lòng đối với tinh thần chính nghĩa của Lương Cung Nhạn Xương. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng Lương Cung Nhạn Xương đã hiểu rõ. Tinh thần chính nghĩa của Lâm Thanh Diện còn cao hơn mình, có lẽ hai người kia đã đi gặp Diêm Vương rồi. Anh nói ông ta bị người ta sai khiến, như vậy, bị người nào sai khiến, vì sao người kia muốn làm như vậy? Lương Cung Nhạn Xương hỏi. Lâm Thanh Diện trầm giọng trả lời, trên thực tế là vì tôi. Hả, sắc mặt Lương Cung Nhạn Xương đột nhiên thay đổi, không hiểu nổi. Lâm Thanh Diện nói ngắn gọn chuyện xảy ra buổi tối cho cô ta nghe. Sau khi nghe xong, Lương Cung Nhạn Xương im lặng suy ngẫm. Chuyện đã nghe rồi, hơn nữa cũng đã giải quyết xong, ngày mai tôi sẽ đi tìm người siêu lây nhiễm kia, cô có thể đưa chìa khóa cho tôi chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Lương Cung Nhạn Xương lắc đầu, lập tức ngước mắt nhìn Lâm Thanh Diện, một người phụ nữ, vậy mà lại làm ra trận địa lớn như vậy, Lâm Thanh Diện, rốt cuộc anh thông đồng với bao nhiêu cô gái sau lưng tôi? Cái gì, tôi, thông đồng? Lâm Thanh Diện trợn mắt há miệng, Lương Cung Nhạn Xương đang nói cái gì vậy? Tôi không thông đồng, Lâm Thanh Diện trả lời theo bản năng. Được rồi, không thì tốt, nếu ở bên ngoài anh dám làm bậy sau lưng tôi, xem tôi trừng trị anh như thế nào, Lương Cung Nhạn Xương nói. Lời nói và giọng điệu này, nghe giống như người vợ đang oán trách chồng mình vậy. Không phải, lời cô nói không thích hợp, tôi từng nói rồi, đời này tôi chỉ chung tình với Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói. Lại là Hứa Bích Hoài. Lương Cung Nhạn Xương cúi thấp đầu, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, dáng vẻ thật sự khiến người ta thương yêu. Khi anh ở cùng với tôi có thể đừng nhắc đến cô ta không? Lương Cung Nhạn Xương nói. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi, sức quyến rũ quá lớn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đưa chìa khóa cho tôi. Bây giờ tôi xuống tầng dưới, Lâm Thanh Diện nói. Anh muốn chìa khóa thật sao? Lương Cung Nhạn Xương dương mắt cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu. Lương Cung Nhạn Xương nghe xong, ánh mắt trở nên ái muội. Chìa khóa ở trong người tôi, nếu không tự anh đến lấy đi. Nói xong, cô ta nhích lại gần Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lùi về phía sau mấy bước, cau mày, đừng như vậy, mong cô tự trọng. Lâm Thanh Diện. Giọng nói của Lương Cung Nhạn Xương rất lớn. Lâm Thanh Diện nhìn về phía đối diện, chỉ thấy hai giọt nước mắt từ trong mắt Lương Cung Nhạn Xương trượt xuống. Mỹ nhân rơi lệ, đây là thứ khiến cho người ta thương tiếc nhất, hơn nữa, Lương Cung Nhạn Xương còn là mỹ nhân bậc nhất thế này. Có đôi khi tôi cũng phải nghi ngờ, rốt cuộc anh có phải đàn ông bình thường hay không, giọng Lương Cung Nhạn Xương run rẩy, tôi đã như vậy rồi, vì sao anh còn muốn từ chối tôi cũng không trông cậy anh có thể vĩnh viễn thuộc về tôi, chỉ một đêm, chẳng lẽ vậy mà anh cũng không bằng lòng sao? Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lương Cung Nhạn Xương rơi lệ, nghĩ đến lúc trước khi mình bị thương, đối phương cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc mình, trong lòng không khỏi xúc động.
Anh muốn đi lên trước, khẽ khàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cô ta, nhưng mà ngay khi anh cất bước, bóng hình xinh đẹp của Hứa Bích Hoài và nụ cười ngây thơ của Nặc Nặc xuất hiện trong đầu anh. Không được, mình không thể làm như vậy. Lâm Thanh Diện dừng bước, nếu như tối nay bước ra một bước này, cho dù Bích Hoài không biết, nhưng Lâm Thanh Diện cũng sẽ không bỏ qua cho bản thân. Mong cô đưa chìa khóa cho tôi. Lâm Thanh Diện nói, ánh mắt kiên quyết. Sắc mặt Lương Cung Nhạn xương đỏ bừng, nhìn thấy Lâm Thanh Diện dứt khoát như vậy, giận không có chỗ chút. Không có chìa khóa, muốn ngủ thì ngủ trong phòng khách đi. Nói xong, cô ta thở hổn hển đi qua bên cạnh Lâm Thanh Diện, phịch một tiếng đóng cửa buồng trong lại, để một mình Lâm Thanh Diện trong phòng khách. Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, thế này cũng được, ngủ trên ghế sofa cũng khá thoải mái. Một đêm không xảy ra chuyện gì, từ sau khi tập võ, cảnh giới dần nâng cao, tinh thần Lâm Thanh Diện tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ cần ngủ một giấc là có thể tràn đầy sức sống. Mặt trời dần dần lên cao, đứng trước cửa sổ sát đất, Lâm Thanh Diện lười biếng vặn eo bẻ cổ. Cảnh sắc bên ngoài vẫn tiêu điều như vậy, nhưng Lâm Thanh Diện tin tưởng, chỉ cần kiên trì mấy ngày, đường phố nơi này sẽ khôi phục lại sức sống như xưa. Nhưng, điều đầu tiên phải làm bây giờ chính là mau chóng tìm kiếm người siêu lây nhiễm uống đan dược của Trần Minh Thu kia. Vừa chuẩn bị rời khỏi gian phòng, ngoài cửa Thượng Sam Tinh Vũ đi vào. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở trong phòng của Lương Cung Nhạn Xương, sắc mặt Tinh Vũ hơi đỏ lên. Chào công tử! Lâm Thanh Diện gật đầu, khỏi phải nói, không biết trong đầu cô nhóc này còn đang ảo tưởng thêm cái tình tiết gì nữa. Chỉ là anh cũng lười giải thích nhiều, dù sao, giải thích chính là che giấu. Khi đang nói chuyện, Lương Cung Nhạn Xương cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hốc mắt cô ta hơi sưng, có lẽ tối qua ngủ không ngon. Chị Nhạn Xương. Tinh Vũ đi đến trước mặt Lương Cung Nhạn Xương, nhỏ giọng hỏi, thế nào, kế hoạch tối qua thành công không? Giọng nói tuy nhỏ, nhưng nào có thể tránh thoát được thính lực của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, để hai người phụ nữ này cả ngày ở cùng nhau, cũng không biết có phải là quyết định sai lầm hay không. Không. Lương Cung Nhạn Xương bĩu môi nói, cái người này, không khác gì khúc gỗ. Hả, thế mà cũng không thành. Chẳng lẽ lực sát thương của chiếc váy ngủ kia không đủ? Thượng Sam Tinh Vũ ngỡ ngàng nói. Lâm Thanh Diện lập tức hóa đá, nhất thời có loại cảm giác dê xông vào miệng cọp. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, đi mua sắm cùng chị. Lương Cung Nhạn Xương nói, cô ta quyết định biến đau thương căm giận thành mua sắm. Được, nhưng trong trấn nhỏ này cũng không có cửa hàng nào ra hồn. Thượng Sam Tinh Vũ nói. Không sao, lát nữa máy bay trực thăng quay về đón chúng ta, đi cùng chị là được. Nói xong, cô ta kéo Thượng Sam Tinh Vũ rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Diện mỉm cười, đối với mình, hai người này rời đi cũng không hẳn là chuyện không tốt. Ít nhất, không cần lo lắng Lương Cung Nhạn Xương bày ra trò gì nữa. Nói thật, ngay cả bản thân Lâm Thanh Diện cũng không chắc chắn, đối mặt với Lương Cung Nhạn Xương, rốt cuộc mình có thể chống cự thêm mấy lần. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao, việc quan trọng lúc này là tìm người siêu lây nhiễm. Chợ thức ăn Hoa Viên. Bây giờ là sáng sớm, trong chợ thức ăn không có nhiều người, cũng không có lái buôn bán đồ. Một chàng trai đang đứng trước gian hàng của mình, trên quầy hàng bày không ít thịt bò. Chỉ là, không có ai vào mua cũng khiến chàng trai cảm thấy bư ồn chán. Trương Lôi. Đột nhiên, có người sau lưng anh ta gọi. Chàng trai quay đầu lại theo bản năng. Một chàng trai trẻ tuổi có bề ngoài tuấn tú đang mỉm cười nhìn anh ta. Chương 1222, có hơi kỳ lạ. Trấn nhỏ không lớn, chỉ một lát Lâm Thanh Diện mặc quần áo thường ngày đã tìm được chợ thức ăn Hoa Viên. Xin hỏi, ông biết Trương Lôi không? Lâm Thanh Diện hỏi người phụ trách của chợ thức ăn. Người phụ trách đeo khẩu trang chỉ vào cách đó không xa. Thấy không, chính là chàng trai bán thịt heo kia. Nói xong, ông ta bước nhanh rời đi. Lâm Thanh Diện cũng không để ý, dù sao vào thời điểm thế này, chính mình không đeo khẩu trang, người này có phản ứng như vậy cũng không kỳ lạ. Đứng ở nơi xa quan sát Trương Lôi, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, ánh mắt chọn người của lão già Trần Minh Thu này cũng không kém. Lao động tay chân lâu dài, cơ bắp toàn thân Trương Lôi mang lại cảm giác tràn đầy mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết tố chất thân thể của anh ta cao hơn người bình thường không ít. Tìm được người siêu lây nhiễm này, Lâm Thanh Diện cũng thả lỏng không ít. Anh chậm rãi đi đến trước gian hàng của Trương Lôi rồi ngừng lại, chào anh, mua thịt à? Trương Lôi hỏi, trong tay cầm một con dao mổ heo. Xem thoải mái. Lâm Thanh Diện tùy tiện nói, đúng rồi, anh tên là Trương Lôi sao? Trương Lôi gật đầu, trên mặt nở nụ cười ngây ngô, sao vậy, anh quen biết tôi? Tôi không quen biết anh, nhưng tôi biết anh.
Lâm Thanh Diện nói. Biết tôi. Không sai, Lâm Thanh Diện nói, có thể sẽ làm lỡ một chút thời gian của anh, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Được rồi. Tôi cũng không quen biết anh, tại sao phải nghe anh? Trương Lôi tức giận nói, nếu anh không mua thịt cũng đừng cản trở chúng tôi nữa, tôi còn phải buôn bán, không có thời gian khoác lác với anh. Lâm Thanh Diện nhìn dòng người thưa thớt trong chợ thức ăn, cười nói, như vậy đi tôi mua hết thịt và xương sườn hôm nay của anh. Anh mua hết, Trương Lôi kinh ngạc, nhiều thịt như vậy, anh có thể ăn hết sao? Tôi mở khách sạn, lát nữa anh cho người đưa đến khách sạn xong mộc là được rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, bây giờ anh có thời gian rồi chứ? Trương Lôi nhún vai, không vấn đề, hôm nay may mắn, gặp được thần tài, anh muốn trò chuyện bao lâu cũng được. Nói xong, Trương Lôi cầm khăn lau ở bên cạnh, lau lau hai tay, nhưng rất nhanh anh ta đã đặt xuống, sắc mặt lại mang theo ghét bỏ. Biểu cảm thay đổi chỉ trong chớp nhoáng, nhưng lại bị Lâm Thanh Diện nhanh chóng bắt được. Khăn lau không được sạch sẽ, bên trên dính đầu dầu Mỹ, rất rõ ràng, đây là khăn lau bình thường Trương Lôi hay dùng. Nhưng rất rõ ràng, vừa rồi Trương Lôi căn bản không muốn dùng chiếc khăn này lau tay. Sau khi dùng khăn giấy lau qua loa hai tay, Trương Lôi đi ra khỏi quầy hàng, nói, chúng ta đi thôi. Anh chắc chắn, không ai trông quầy hàng, không có vấn đề gì chứ. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Anh cũng quan tâm lắm. Trương Lôi ra vẻ không quan trọng đi về phía trước. Lâm Thanh Diện đi theo sau anh ta, mơ hồ cảm thấy quầy hàng nhỏ này có hơi kỳ lạ. Thần hồn chỉ lực âm thầm cảm nhận đối phương, nhưng Lâm Thanh Diện cũng không phát hiện ra bất kỳ khác lạ nào. Bên cạnh chợ thức ăn là bãi đỗ xe ngoài trời trống trải, có chừng 10 chiếc xe hơi đỗ rải rác ở đó. Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Trương Lôi quay người nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi. Anh biết Trần Minh Thu không? Lâm Thanh Diện đi thẳng vào vấn đề. Trần Minh Thu là ai, không biết. Trương Lôi ung dung nói ra. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, có lẽ Trần Minh Thu cũng không nói thân phận thật sự của ông ta cho Trương Lôi biết. Nhưng mà có thể xác định Trương Lôi này chính là người siêu lây nhiễm trong miệng Trần Minh Thu. Anh không biết cũng không quan trọng, nhưng chỉ cần anh biết điều này, bây giờ trong người anh đang trúng độc, Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói. Độc. Khóe miệng Trương Lôi khẽ nhếch, anh đang đùa tôi à? Anh nhìn toàn thân trên dưới của tôi đi, trông giống như đang trúng độc sao? Thể chất của anh rất tốt, hơn nữa làm việc tại chợ thức ăn, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều người, vì vậy anh mới có thể được tuyển chọn làm người siêu lây nhiễm, Lâm Thanh Diện nói. Tôi biết, bây giờ tôi nói những lời này với anh, có lẽ anh cảm thấy khó lòng tin được, nhưng tin tưởng tôi, lần này dịch bệnh trong trấn nhỏ ở mức độ rất lớn, mà dưới tình huống không rõ, anh chính là người lây nhiễm. Anh nói cái gì? Sau khi Trương Lôi nghe thấy vậy, vô cùng tức giận, anh nói tôi là người lây nhiễm. Có bằng chứng gì? Không ngờ anh lại vu oan cho người khác như vậy, có nghĩ đến hậu quả hay không? Anh đừng kích động, lời tôi nói đều là sự thật. Thật ra việc anh cần làm rất đơn giản, chỉ cần trong thời gian kế tiếp đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người ngoài, tin rằng không lâu sau, nguy cơ lần này sẽ có thể xóa bỏ, Lâm Thanh Diện nói. Anh hiểu được dịch bệnh này, sợ nhất chính là lây nhiễm F2, chỉ cần bắt được người siêu lây nhiễm đầu nguồn này là có thể giải quyết được vấn đề. Anh cảm thấy tôi sẽ nghe lời anh sao? Trương. Lôi cười lạnh, nếu như anh đến nơi này chỉ là để nói những lời này với tôi, vậy xin lỗi, tôi phải đi. Nói xong, Trương Lôi quay người rời đi. Anh không thể đi. Lâm Thanh Diện cất bước đi lên, ôm lấy bả vai đối phương. Trương Lôi đứng nguyên tại chỗ, trong mắt lóe vẻ độc ác. Anh thả tôi ra, bằng không tôi sẽ không khách khí với anh. Chỉ cần anh làm theo lời tôi nói, đeo khẩu trang, vậy sẽ không có vấn đề gì, Lâm Thanh Diện nói. Đeo khẩu trang. Đối phương cười khẩy. Vậy còn anh, vì sao không đeo khẩu trang? Nếu anh nói tôi là người siêu lây nhiễm, chẳng lẽ anh không sợ bị tôi lây bệnh sao? Tôi khác với anh. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Thật sao, khác nhau chỗ nào? Trương Lôi híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt lóe ra ánh sáng. Lâm Thanh Diện hơi ngẩn ra, thật khó lòng tưởng tượng ánh mắt một lái buôn bán thịt trong chợ thức ăn lại có thể sắc bén như vậy. Điều hòa hơi thở trong tay Lâm Thanh Diện biến hóa ra một lưỡi dao sắc bén. Thế giới này có chuyện mà rất nhiều người không biết, Lâm Thanh Diện nói, anh biết làm ảo thuật. Trương Lôi tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt tiến lên quan sát. Lâm Thanh Diện cau mày, nhìn Trương Lôi đi đến trước mặt mình. Anh không sợ, Lâm Thanh Diện hỏi. Sợ, sao lại sợ chứ, Trương Lôi mỉm cười.
Lâm Thanh Diện suy ngẫm, theo lý thuyết, sau khi người bình thường nhìn thấy Lâm Thanh Diện lộ ra chiêu này, cho dù to gan thì phản ứng đầu tiên cũng nên là sợ hãi mới đúng, nhưng khi Trương Lôi nhìn thấy, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Trước đây anh từng nhìn thấy rồi sao? Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi. Từ khi bắt đầu nhìn thấy Trương Lôi đến giờ, anh càng ngày càng cảm thấy quầy hàng nhỏ này kỳ lạ. Trương Lôi mỉm cười, cũng không trả lời. Ngược lại, anh ta lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra, sau khi mở hộp ra, bên trong có một viên đan dược. Anh lấy được từ đâu? Lâm Thanh Diện hỏi. Chỉ là, vừa nhìn màu sắc của đan dược này, Lâm Thanh Diện có thể kết luận đây chắc chắn là một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Sao vậy, cho phép anh có thể biến ra một lưỡi dao sắc bén, vậy không có phép trong tay tôi có viên đan dược này sao? Trương Lôi híp mắt vặn lại. Lâm Thanh Diện bước lên một bước, một giây sau, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh, xem ra cũng không phải là lái buôn bình thường. Anh nói cái gì, sao tôi nghe không hiểu? Trương Lôi cười nhạt nói. Anh hiểu rõ mà giả bộ không biết sao? Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, tôi mặc kệ anh là người như thế nào, nhưng nếu anh là người siêu lây nhiễm như vậy tôi sẽ ngăn cản anh tiếp tục lây nhiễm. Thật ra, muốn tôi nghe anh cũng không phải là không thể nào. Trương Lôi nghiền ngẫm nói ra, nhìn thấy viên đan dược kia rồi chứ, chỉ cần anh uống nó, vậy tôi sẽ nghe anh. Anh bảo tôi uống đan dược. Chương 1223, anh không sợ chết. Lâm Thanh Diện mỉm cười, ở thế giới này chưa từng có người nào dám ra lệnh với mình như vậy. Sao nào, anh không dám? Trương Lôi khiêu khích, nếu đã vậy, anh cũng đừng trách tôi, dù sao cơ thể tôi cũng rất khỏe mạnh, không có gì khó chịu, lo sống chết của người khác làm gì. Nói xong, Trương Lôi quay người rời đi. Chậm đã. Lâm Thanh Diện ở sau lưng gọi lại, anh đưa đan dược cho tôi uống. Bây giờ, Lâm Thanh Diện cơ bản đã xác định đan dược trong tay Trương Lôi chắc chắn là độc dược cấp bậc hoàn mỹ. Thật sao? Trương Lôi lộ vẻ mừng rỡ, nói phải giữ lời, đây là tự anh nói đấy. Bớt nói nhảm, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Nếu như tôi nói đây là một viên thuốc độc thì sao? Anh vẫn uống chứ? Trương Lôi hỏi tiếp. Lâm Thanh Diện nghiêm mặt nói, cho dù là thuốc độc thì sao, chỉ cần anh có thể tuân thủ giao hẹn giữa chúng ta là được rồi. Không ngờ anh lại có giác ngộ như vậy, anh không sợ chết thật sao? Trương Lôi hỏi. Ai không sợ chết chứ? Lâm Thanh Diện khẽ cười nói. Được, tôi đảm bảo, chỉ cần anh uống viên đan dược này, tôi sẽ làm theo như lời anh nói. Nói xong, Trương Lôi đưa đan dược cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện liếc nhìn, không chút suy nghĩ, dứt khoát đưa vào trong miệng. Một phút sau, dường như Lâm Thanh Diện rất đau đớn, sắc mặt cũng trở nên khó coi, mồ hôi hột toát đầy trên trán, tinh khí thần cả người kém hơn trước rất nhiều. Ha hai! Trương Lôi nở một nụ cười khinh bỉ, ngẫm nghĩ, chắc hẳn Lâm Thanh Diện trúng độc thật rồi. Lâm Thanh Diện, tôi cũng bị tinh thần của anh làm cho cảm động rồi. Trương Lôi cười nói. Sắc mặt Lâm Thanh Diện âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Sao anh biết tôi tên là Lâm Thanh Diện? Nói xong, Lâm Thanh Diện ngồi thẳng lên nhìn đối phương. Quét sạch vẻ mệt mỏi vừa rồi. Từ khi gặp anh, tôi chưa từng nói tên của mình, sao anh biết được? Anh! Trương Lôi hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhóc thối tha, quả nhiên tôi đã coi thường anh rồi, chắc hẳn vừa anh không uống viên thuốc độc kia. Anh cảm thấy tôi sẽ ngu đến mức uống thuốc độc sao? Lâm Thanh Diện mở bàn tay ra, nôn viên cửu chuyển đan kia vào trong lòng bàn tay. Hai tay Trương Lôi nắm chặt, nghiến răng ken két. Anh lại dám lừa tôi, quả nhiên đủ gian trá. Người thật sự gian trá là anh. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh lẽo, khí thế cũng dần dần được bộc lộ ra, anh không phải Trương Lôi. Rốt cuộc anh là ai? Hừ, anh còn chưa có tư cách biết tên của tôi. Đối phương khinh thường nói, nhưng mà có một điều anh nói sai rồi, tôi quả thật không phải Trương Lôi, nhưng thân thể này đúng là của anh ta. Thân thể? Trong lòng Lâm Thanh Diện khiếp sợ. Khác với cổ thuật của Sở Nguyệt trước đó, rõ ràng lần này đối phương sử dụng chiêu thức còn cao siêu hơn, cũng thâm độc hơn so với cổ thuật. Chẳng lẽ người của Thương Nguyên giới các anh đều hứng thú với việc khống chế thân thể người khác sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng hỏi. Anh nghĩ đến cảnh tượng lúc trước mình ở trên đảo nhỏ, suýt nữa bị Tân Trường Sinh chiếm lấy, rất rõ ràng, tên này cũng biết chiêu đó. Không ngờ, vậy mà anh biết không ít bí mật của Thương Nguyên giới chúng tôi. Đối phương cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nhưng mà biết thì sao chứ, Thương Nguyên giới chúng tôi căn bản không phải thứ mà anh có thể chống lại. Nói xong, đối phương đằng không bay lên, lập tức biến ra 10 thanh dao găm, bay về phía Lâm Thanh Diện.
Trong nháy mắt nhìn thấy dao găm, Lâm Thanh Diện lập tức nhớ đến người của Thương Nguyên Giới rằng co với mình ở trên nóc nhà đêm đó. Hóa ra là anh. Lâm Thanh Diện lên tiếng, cùng lúc đó cũng nhảy lên thật cao. Quyết đấu với cao thủ thần cảnh, Lâm Thanh Diện không dám lơ là chút nào. Nghe nói anh là thiên tài, đúng lúc ở nơi của chúng tôi cũng được xưng là thiên tài, trái lại tôi cũng muốn xem trong chúng ta rốt cuộc ai thích hợp với danh hiệu này hơn. Nói xong, 10 thanh dao găm trong tay Thanh Trúc lập tức đâm về phía Lâm Thanh Diện. Kiếm Trảm Tiên rút khỏi vỏ kiếm trong tay Lâm Thanh Diện bay lượn. Lần đầu tiên hai người giao đấu, Thanh Trúc bị thanh kiếm Trảm Tiên này của Lâm Thanh Diện làm bị thương. Bây giờ nhìn thấy thanh kiếm này, Thanh Trúc không dám buông lòng. Kiếm Trảm Tiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hoàn toàn ngăn chặn 10 thanh dao găm màu đen. Chỉ là, dù sao cũng là cao thủ thần cảnh, mỗi một lần đón đỡ, Lâm Thanh Diện đều sẽ tiêu hao quá nửa sức lực. Như thế này không được. Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nhủ, nếu như mình chỉ phòng thủ cuối cùng người thất bại sẽ là mình. Nói như vậy, chỉ có mạnh tay đánh cược mới có thể có cơ hội sống sót. Một thanh dao găm cuối cùng tan biến giữa không trung. Khóe miệng Thanh Trúc nở nụ cười, thật thú vị, một hóa cảnh đỉnh phong nho nhỏ lại có thể có thực lực như vậy, cũng thật khiến người ta khâm phục, nhưng mà bây giờ, ngày lành của anh chấm dứt rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy trong cơ thể Thanh Trúc tuôn ra một luồng năng lượng khổng lồ. Năng lượng này phảng phất như có thể nuốt chửng trời đất. Thanh Trúc ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén, hai tay mở ra tựa như thần chết. Lâm Thanh Diện, một chiêu này, tôi sẽ tiễn anh vào con đường chết. Cự lãng thức. Đột nhiên, một luồng lại một luồng khí thức lao nhanh về phía Lâm Thanh Diện bên này. Sỏi đá trên mặt đất tán loạn, cát vàng bay đầy trời. Lâm Thanh Diện cản chặt hàm răng, anh có thể cảm nhận được luồng sức mạnh sau lại mạnh hơn luồng sức mạnh trước, quả thật khiến cho người ta không có sức chống trả. Gặp chuyện, không thể ngồi chờ chết. Lâm Thanh Diện rút tỉnh thần lực ra, thân hồn cảm nhận người tí hon màu vàng trong đầu tỏa sáng. Du Long thức. 9 con kim long gào thét bay ra, mở chiếc miệng lớn như chậu máu, không chút sợ hãi xông vào cát vàng đầy trời này. So với lần giao đấu với Sở Nguyệt lúc trước, thân hình 9 con kim long này đã lớn hơn rất nhiều. Dù sao, giao đấu với cường giả thần cảnh, mặc dù mạng sống như treo trên sợi tóc nhưng cũng có nhiều lợi ích đối với việc nâng cao thực lực bản thân. Thần hồn dung hợp. 1 con, 2 con. Lợi dụng thần hồn chi lực mạnh mẽ của mình, Lâm Thanh Diện khống chế 2 con rồng lớn trong đó. Hừ, chỉ bằng chiêu này cũng muốn đánh bại tôi sao? Thanh Trúc cười lạnh. Luồng sức mạnh sau mạnh hơn luồng sức mạnh trước, rất nhanh đã nuốt chửng 2 con kim long kia. Mà 2 con kim long bị Lâm Thanh Diện dùng thần hồn khống chế này đang cố gắng né tránh công kích của đối phương, cố gắng tấn công vào bản thể của đối phương. Không chịu nổi một đòn. Thanh Trúc khinh thường nói, trong tay biến ra một thanh cự kiếm màu đen. Cự kiếm dài chừng 10 mét mới khẽ vung lên, kiếm khí đã chém chết một con kim long trong đó. Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc, kim long bị thần hồn mình khống chế, vậy mà lại không chịu nổi kiếm khí của đối phương. Thanh Trúc cười lạnh, chỉ dựa vào anh mà cũng có thể xưng là thiên tài. Nói xong, anh ta lại bay lên không trung lần nữa, trong tay cầm cự kiếm, đạp không tiến lên. Sức mạnh mỗi kiếm đều to lớn như vậy, trong nháy mắt 9 con rồng lớn chỉ còn một con. Lâm Thanh Diện, hôm nay cho dù thế nào tôi cũng phải giết chết đồ phiền phức nhà anh. Khi nói chuyện, khoảng cách giữa anh ta và Lâm Thanh Diện đã xích lại chưa đến 10 mét, cự kiếm chém xuống, sức mạnh này, phẳng phất như có thể bổ ngang trời đất. Đáng chết! Lâm Thanh Diện thầm mắng, vội vàng nâng kiếm Trảm Tiên. Ánh vàng của kiếm Trảm Tiên và ánh đen của cự kiếm hòa lẫn vào nhau. Mà Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, dưới áp lực nặng nề, nửa quỳ trên mặt đất. Đi chết đi! Thanh Trúc gia tăng sức lực, cùng lúc đó, lông sức mạnh cuối cùng của cự lãng thức gào thét xông đến. Hai lồng sức mạnh mạnh mẽ khiến cho Lâm Thanh Diện không thở nổi. Thanh Trúc cười khẩy, xem ra chưa đến 2 phút cuộc chiến này phải kết thúc rồi. Chương 1224, Lạc Hồng Thạch. Quả nhiên người của thế giới này đều vô dụng. Vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt Thanh Trúc sững lại, anh ta nhìn thấy, Lâm Thanh Diện vốn bị cự kiếm ép cho không thở nổi, vậy mà từ từ đứng dậy. Cho dù cát bụi đất đá bay đầy trời không chút lưu tình đập lên trên người Lâm Thanh Diện, nhưng dường như anh cũng không hề cảm thấy đau đớn. Càng khiến cho Thanh Trúc kinh ngạc chính là anh ta có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của Lâm Thanh Diện thay đổi rất lớn so với lúc trước. Tên này bước vào thần cảnh rồi, Thanh Trúc kinh ngạc nói.
Khóe miệng Lâm Thanh Diện lộ nụ cười tà ác, nếu như lộ ra con át chủ bài sớm quá, vậy chẳng phải không thú vị rồi sao? Nói xong, Lâm Thanh Diện sử dụng bí thuật hoàn thành nâng cao thực lực, hai tay đẩy cự kiếm ra. Nếu như trên thế giới này có thiên tài, như vậy, người này chỉ có thể là tôi. Lâm Thanh Diện ngang ngược nói ra, kiếm chảm tiên không chút lưu tình, dứt khoát chém ra. Thanh Trúc vội vàng ngăn chặn. Keng một tiếng, vậy mà trên cự kiếm xuất hiện một vết nứt hẹp dài. Anh biến ra thứ gì vậy, lại không chịu nổi một đòn, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Anh! Thanh Trúc vừa định nổi giận, đột nhiên cảm thấy sau lưng không bình thường. Vội vàng nhìn lại, con rồng lớn còn sót lại vừa rồi đang nhanh chóng tấn công về phía mình. Thật là gian trá, vậy mà còn đánh lén. Dù sao Thanh Trúc cũng là cường giả thần cảnh, cơ thể cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhảy sang bên cạnh tránh thoát. Đánh với hạng người như anh, không cần phải nói đạo nghĩa. Nói xong, kiếm chảm tiên trong tay Lâm Thanh Diện bay ra. Kiếm chảm tiên nhận chủ từ lâu, sớm đã tâm ý tương thông với Lâm Thanh Diện. Trước đó Thanh Trúc đã từng chứng kiến sức mạnh của kiếm chảm tiên. Lúc này, anh ta nhanh chóng né tránh kiếm khí của kiếm chảm tiên, dáng vẻ có hơi chật vật. Đây chính là trợ giúp mà thần binh lợi khí mang lại. Trước mắt cả hai đều là thần cảnh sơ kỳ, nhưng mà, bởi vì kiếm chảm tiên lợi hại, Lâm Thanh Diện hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đồ chết tiệt, tôi muốn giết anh. Sau một lượt chiến, Thanh Trúc thở hồng hộc, quần áo trên người cũng bị chém rách. Chỉ dựa vào anh. Lâm Thanh Diện khinh thường, xem ra trước đây Lý Mộ Bạch nói không sai chút nào, không phải mỗi người của thương nguyên giới đều có đan dược cấp thần. Nếu lúc này, Thanh Trúc lấy ra một viên đan dược màu vàng, Lâm Thanh Diện tự biết không phải đối thủ của anh ta. Đêm đó ở biệt viện nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện cũng lo lắng chuyện này nên mới không tiếp tục đuổi đánh, dù sao, ở trong biệt viện có hai người mà mình yêu thương nhất. Nếu Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc bị thương, đó là điều Lâm Thanh Diện không muốn nhìn thấy nhất. Thời gian bí thuật có hạn, Lâm Thanh Diện muốn tốc chiến tốc thắng. Thân thể bay lên không trung, kiếm chảm tiên giống như tiên tri, bay thẳng vào trong tay Lâm Thanh Diện. Vậy mà anh lại muốn mượn cơ thể của người khác, thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật sự nên giết. Nói xong, Lâm Thanh Diện lập tức tấn công. Kiếm ý tựa rồng lượn, sức mạnh lớn hơn trước đó mấy lần. Thanh Trúc sững sờ đứng yên tại chỗ, giống như bị khí thế của kiếm chảm tiên trấn áp. Ngay tại khi khoảng cách của kiếm chảm tiên cách đối phương ngày càng gần, khi kiếm khí đã chém rách quần áo đối phương. Thanh Trúc lại có hành động khiến Lâm Thanh Diện kinh ngạc. Đối mặt với công kích vậy mà anh ta không tránh né, ngược lại, nghênh đón kiếm chảm tiên chém đến. Đây là chịu chết sao? Lâm Thanh Diện mở to hai mắt. Dù sao thân thể này cũng không phải là của tôi, anh hủy thì hủy đi, chỉ là Trương Lôi này sẽ mãi mãi không sống trên đời này nữa. Mà anh chính là hung thủ giết người. Giọng nói Thanh Trúc lạnh lẽo, mang theo vài phần chế giễu. Anh thật hèn hại. Lúc này Lâm Thanh Diện đã hiểu rõ. Nếu như một kiếm này của mình chém xuống, thứ bị hủy hoại chỉ là bản thể của Trương Lôi mà thôi, còn thần hồn của Thanh Trúc sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Anh ta chỉ cần rời khỏi bản thể của Trương Lôi là được rồi. Vậy mà thương nguyên giới còn có chiêu pháp thâm độc thế này. Trong lòng Lâm Thanh Diện chửi mắng. Nghĩ lại, phương pháp tàn độc thế này cũng không kém bí thuật trên trái đất là bao. Ngay trong khoảnh khắc Lâm Thanh Diện lưỡng lự, một thanh dao găm màu đen xuất hiện trong tay Thanh Trúc. Lâm Thanh Diện, không ai nói với anh, muốn làm bất kỳ chuyện gì thì phải tuyệt tình sao. Nói xong, dao găm không chút lưu tình đâm về phía ngực Lâm Thanh Diện. Hiện giờ hai người đều có thực lực thần cảnh sơ kỳ, khi giao đấu, căn bản không được phép có bất kỳ lơ là bất cẩn nào. Chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến cho đối phương bắt được sơ hở. Lúc này Lâm Thanh Diện mới chợt nhận ra, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng mà khoảng cách của hai người thật sự rất gần, mà đòn này của Thanh Trúc tựa như sấm vang chớp giật. Lâm Thanh Diện, anh rất mạnh, nhưng anh quá nhân từ. Khóe miệng Thanh Trúc nở nụ cười lạnh lẽo, lưỡi dao sắc bén màu đen trong tay đâm thẳng vào tim. Mắt thấy chuyện sắp kết thúc. Đột nhiên, Thanh Trúc hoảng sợ phát hiện ánh sáng màu đen phát ra từ thanh dao găm mình biến hóa ra dựa theo tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy bị Lâm Thanh Diện hút vào. Chuyện này, làm sao có thể? Thanh Trúc trợn mắt há hốc miệng, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng rất kinh ngạc. Thanh Trúc tận mắt nhìn thấy dao găm trong tay dần dần bị hút vào, càng ngày càng ngắn lại, không nhịn được hoảng sợ. Trên ngực của anh có cái gì? Lâm Thanh Diện đẩy ra. Hai người cách xa nhau mấy mét mà lúc này, thanh dao găm màu đen mà Thanh Trúc biến ra trước đó cũng đã biến mất hoàn toàn.
Lâm Thanh Diện giơ tay sờ lên ngực lấy ra một viên ngọc đỏ như máu. Đây là, Thanh Trúc Dương mắt nhìn, chỉ vừa liếc nhìn, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Tại sao anh có thể có lạc hồng thạch, đây chính là đồ của thương nguyên giới chúng tôi. Thanh Trúc gào lớn. Thì ra thứ này gọi là lạc hồng thạch. Lâm Thanh Diện thầm nhủ. Viên ngọc này là mình lấy được từ chỗ Tân Trường Sinh, có lẽ là Tân Trường Sinh lấy từ thương nguyên giới ra. Mà hôm đó, ma thần Tu La xuất hiện tại trung tâm đáy hồ đã nói rõ, viên lạc hồng thạch này không phải đồ tâm thường, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Mau đưa cho tôi, Thanh Trúc nói tiếp. Vì sao tôi phải đưa cho anh, Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ lo lắng của đối phương, sau đó cất lạc hồng thạch vào trong ngực. Anh, Thanh Trúc muốn bước lên, nhưng có vẻ hơi do dự. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, thì ra anh sợ viên đá này. Nói xong, Lâm Thanh Diện bước về phía trước hai bước. Mau cút ra khỏi cơ thể Trương Lôi. Lâm Thanh Diện, anh không nên cảm thấy tôi sợ anh. Thanh Trúc nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện cười thâm, giọng nói tên này còn hơi run rẩy, không phải sợ thì là cái gì. Mà tất cả điều này đều xảy ra sau khi Thanh Trúc nhìn thấy lạc hồng thạch. Xem ra, lúc nào có thời gian mình phải nghiên cứu viên lạc hồng thạch này thật kỹ mới được. Thử hỏi Lý Mộ Bạch xem ông ta có biết hay không. Nhưng bây giờ, vẫn phải giải quyết tên phiền phức Thanh Trúc này trước đã. Nếu anh đã không bằng lòng đi ra, vậy tôi tự nghĩ cách bắt anh đi ra. Lâm Thanh Diện nói rồi, thần hồn chỉ lực lập tức bắn ra. Anh muốn làm gì? Thanh Trúc không hiểu, nhưng rất nhanh, anh ta đã sửng sốt ngay tại chỗ, không nói lên lời. Vốn dĩ khi Lâm Thanh Diện dùng thần hồn cảm nhận thân thể của Trương Lôi cũng không phát hiện khác thường. Đó là bởi vì lúc trước thực lực của anh mới chỉ là hóa cảnh đỉnh phong mà thôi, cường giả thần cảnh muốn che giấu hơi thở khá là dễ dàng. Nhưng bây giờ, hai người đều là thần cảnh sơ kỳ, Lâm Thanh Diện dứt khoát đổ thần hồn vào trong bản thể của Trương Lôi. Trong thế giới tinh thần, không ai có thể chiến thắng tôi. Lâm Thanh Diện kiêu căng nói. Nắm giữ thần hồn trời sinh, ngay cả Lý Mộ Bạch cũng hâm mộ không thôi. Chết tiệt! Thần hồn Thanh Trúc ở trong cơ thể Trương Lôi, trong mắt mang theo căm hận. Khi đối diện với anh ta, người tí hon màu vàng của Lâm Thanh Diện phát ra ánh vàng rạng rỡ. Khống hồn ấn. Kết pháp ấn ở giữa không trung, ngay sau đó, một thanh kiếm trảm tiên xuất hiện trong đó. Chương 1225, bí thuật của thương nguyên giới. Tất cả những điều này đều xảy ra trong cơ thể Trương Lôi, tồn tại ở trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện. Trước đây, trong thời gian Tân Trường Sinh đoạt xá, Lâm Thanh Diện đã dùng chiêu này để giết chết hồn phách của ông ta. Không ngờ cậu còn biết khống chế hồn ấn. Thanh Trúc nói. Quả nhiên thần hồn của Thanh Trúc kém hơn Lâm Thanh Diện rất nhiều. Thì đã sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười. Đây là thứ Tân Trường Sinh giao cho mình, Thanh Trúc tạo ra thương nguyên giới, tất nhiên sẽ hiểu. Ở dưới khống chế thần phách cực lớn của Lâm Thanh Diện, Thanh Trúc bị ép cho không thể thở nổi. Cho dù gã là cường giả thần cảnh sơ kỳ nhưng lực tinh thần và thần hồn thức tỉnh vẫn kém hơn Lâm Thanh Diện rất nhiều. Kiếm trảm tiên chậm rãi lao từ trên xuống dưới, đâm thẳng vị trí trái tim thần hồn của đối phương. Ai một tiếng hét dài vang lên, thần hồn của Thanh Trúc lập tức tiêu tan. Trương Lôi ngã trên mặt đất và mất đi ý thức. Lâm Thanh Diện chậm rãi mở mắt ra và không cảm giác được xung quanh còn có sự nguy hiểm nào nữa. Trong căn nhà cách đó không xa, bản thể của Thanh Trúc đang ngồi trên ghế. Đột nhiên, đôi mắt đầy tơ máu chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, gã phun thẳng một ngụm máu lên trên vách tường đối diện. Lâm Thanh Diện. Thanh Trúc cực kỳ suy yếu, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải thần hồn của gã phản ứng đủ nhanh mới may mắn trốn thoát, sợ rằng lúc này đã hồn bay phách lạc. Thanh Trúc run rẩy nuốt một viên đan dược mới cảm thấy đỡ hơn. Gã thử nắm tay, một giây sau trong mắt gã đầy hoảng sợ. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Trải qua một trận đánh này, thần hồn Thanh Trúc bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực cũng giảm đi rất nhiều. Bây giờ, gã chỉ miễn cưỡng đạt tới mức hóa cảnh cao nhất mà thôi, chuyện này quả thật còn khiến gã khó chịu hơn là chết. Thanh Trúc cảm thấy nhục nhã, nước mắt tràn ra, ngực nghẹn lại. Mình vất cả luyện gần 100 năm, cuối cùng mới đạt tới thần cảnh, bây giờ quay lại hóa cảnh, gã làm sao có thể chịu được sự chênh lệch như vậy. Lâm Thanh Diện kẻ bị mình xem là con kiến hôi lại làm mình thành như vậy. Thanh Trúc không nhịn được lắc đầu. So với Lâm Thanh Diện ai mới là con kiến hôi chứ? Cửa phòng được kéo ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Công chúa nhỏ. Thanh Trúc nhíu mày và cúi thấp đầu. Rõ ràng gã không muốn để cô gái trước mặt nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ.
Xem ra anh bị thương không nhẹ đâu. Cô gái trẻ ngồi xuống đối diện Thanh Trúc và khế nói. Công chúa nhỏ, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ cô giao. Hơn nữa thực lực của tôi bây giờ cũng giảm đi rất nhiều, đã không còn mặt mũi nào gặp lại cô nữa. Thanh Trúc nói xong thì giơ bàn tay lên, biến trưởng thành chảo và dứt khoát vỗ về phía thiên linh cái của mình. Dừng tay. Cô gái trẻ chỉ phất ống tay áo, lại khiến Thanh Trúc bắn sang một bên. Anh chính là thiên tài của thương nguyên giới chúng ta. Anh chết như vậy sẽ là một tổn thất đối với thương nguyên giới chúng ta, cô gái trẻ nói. Thiên tài. Thanh Trúc cười gượng, bây giờ từ này lại giống như đang giễu cợt gã vậy. Công chúa nhỏ, biết mình bây giờ đã không xứng với cô, không cần phải cô nói, tôi sẽ trở lại nói rõ với trưởng bối, hủy bỏ hôn ước, Thanh Trúc chán nản nói. Cô gái trẻ cong môi cười và đứng dậy. Thanh Trúc, anh hẳn cũng biết tôi làm công chúa nhỏ của thương nguyên giới thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời phục vụ cho thương nguyên giới. Về phần chuyện hôn ước mà ông nói, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ qua. Lại nói, lần này tôi tới đây là để tìm thứ các trưởng bối mơ ước. Bây giờ, tôi đã có chút manh mối. Chỉ sợ thằng nhóc Lâm Thanh Diện này sẽ làm hỏng chuyện tốt của tôi. Cho nên, tôi mới phải bảo anh cuốn lấy cậu ta, ra tay với cậu ta. Hy vọng anh đừng để ý, cô gái trẻ thản nhiên nói. Nhắc tới Lâm Thanh Diện, Thanh Trúc siết chặt nắm tay và đấm mạnh xuống sàn nhà. Đáng tiếc là Thanh Trúc vô dụng, không ngờ lực lượng tinh thần của thằng nhóc Lâm Thanh Diện này mạnh như vậy. Thanh Trúc căm giận nói. Cậu ta không hổ danh là thiên tài. Cô gái trẻ nói rồi đi về phía Thanh Trúc. Cô ta ngồi xổm xuống, một mùi thơm ngát lập tức chui vào mũi của Thanh Trúc rất dễ ngửi. Thanh Trúc, nếu cho anh một cơ hội, anh có bằng lòng giết Lâm Thanh Diện không? Cô gái trẻ hỏi, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Tôi hận không thể băm thằng nhóc này thành nghìn mảnh. Thanh Trúc hung hăng nói, nhưng sau đó ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Thực lực của gã bây giờ thậm chí còn chẳng đạt tới hóa cảnh cao nhất, sợ rằng chỉ riêng chuyện dưỡng thương cho tốt cũng cần nhiều năm. Còn chẳng biết tới ngày tháng nào mới trở lại được thần cảnh. Công chúa nhỏ dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Thanh Trúc, cô ta đỡ đối phương ngồi lên trên sofa. Sau đó cô ta nói, nếu tôi có thể khiến cho anh trở nên mạnh hơn nhưng phải trả giá bằng mạng sống của anh có bằng lòng không? Chỉ cần có thể giết chết Lâm Thanh Diện, tôi bằng lòng hết. Thanh Trúc trầm giọng nói. Trước đó mình từng nắm giữ lực lượng thần cảnh, bước lên đỉnh cao, chứng kiến qua cảnh tượng nở mày nở mặt, bây giờ lại giống như ngã vào vực sâu nghìn mét, Thanh Trúc căn bản không chịu nổi điều này. Pro o sắc, đôi khi con người theo đuổi thực lực còn hơn cả tính mạng. Được, nếu anh đã nói vậy, tôi lại yên tâm rồi. Cô gái trẻ nói xong thì rút một quyển sách từ trong ngực ra. Nhìn tên trên quyển sách đã ố vàng, có thể biết được niên đại của nó. Đây là Thanh Trúc nhận lấy quyển sách cổ với vẻ hoảng sợ, công chúa nhỏ, đây không phải là kinh cổ linh sao? Sao cô? Sao vậy, anh kỳ lạ khi thấy kinh cổ linh ở chỗ tôi à? Cô gái trẻ lạnh giọng nói. Không, công chúa nhỏ, tôi chỉ không ngờ cô lại giao bí thuật của thương nguyên giới chúng ta cho tôi thôi. Thanh Trúc nói. Cô gái trẻ mỉm cười và đi tới bên cửa sổ, bí thuật trong kinh cổ linh có thể tăng nhanh tốc độ kích phát tất cả tiềm năng của cơ thể con người trong thời gian ngắn. Tôi cảm thấy anh là thiên tài của thương nguyên giới, tất nhiên sẽ có thiên phú và tài trí hơn người. Nói thật, tôi vẫn rất muốn xem thử, sau khi tất cả tiềm năng của anh được mở ra sẽ là cảnh giới thế nào. Cảm ơn ân tái tạo của công chúa nhỏ, Thanh Trúc nói. Cô gái trẻ liếc nhìn gã, nhưng anh cần phải biết, cho dù kinh cổ linh có thể tăng cao thực lực trên diện rộng một cách thần kỳ, nhưng nó căn trả cũng tương đối đáng sợ, cuối cùng ra thịt sẽ thối rữa mà chết. Bây giờ anh từ chối tôi cũng sẽ không trách anh. Khóe miệng Thanh Trúc rõ ràng giật giật vài cái, gã nhìn kinh cổ linh trong tay, trong đầu hiện lên ánh sáng màu vàng từ kiếm trảm thiên của Lâm Thanh Diện chém xuống. Công chúa nhỏ, tôi đã quyết định rồi. Cho dù cuối cùng phải chết, tôi cũng sẽ khiến Lâm Thanh Diện phải chết trước tôi, Thanh Trúc nghiến răng nói. Được. Công chúa nhỏ xúc động, anh phải biết chúng a làm như thế là đều là vì thương nguyên giới. Ánh mắt Thanh Trúc nhìn công chúa nhỏ lưu ly và gật đầu nói, vì thương nguyên giới. Trong thời gian này, anh cứ ở lại phòng này cố gắng nghỉ ngơi đi. Tôi rất mong chờ ngày anh luyện thành. Cô gái trẻ nói xong thì xoay người rời đi. Thanh Trúc lại lấy hết can đảm mở quyển kinh cổ linh này ra. Sau khi xem trang đầu tiên, ánh mắt Thanh Trúc không thể rời đi được nữa. Đối với người tu tiên như bọn họ, cho dù biết kết quả cuối cùng sẽ phải chết cũng không từ bỏ. Dù sao bọn họ căn bản không thể cưỡng lại được những gì được ghi trên kinh cổ linh. Khi ra khỏi căn nhà, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt của cô gái.
nhưng cô ta đã nhanh chóng lau khô nước mắt. Với thiên phú của Thanh Trúc có lẽ phải mất 2 tháng mới có khả năng thành công. Mình cũng nên tiếp tục tăng nhanh tiến độ mới được. Cô ta nói xong lại đi về phía dược thần gốc. Chương 1226, Long Ngâm Thức. Trong khách sạn Song Mộc, lúc này thân thể thật sự của Trương Lôi đang nằm ở trong phòng của Lương Cung Nhạn Xương. Lâm Thanh Diện đứng chờ bên cạnh, anh dựa vào hơi thở để cảm nhận, chỉ thấy mặc dù hơi thở của đối phương yếu nhưng vẫn tính là ổn định, chắc hẳn không có gì đáng ngại. Nhạn Xương và Tinh Vũ đã ra ngoài mua sắm, đến bây giờ còn chưa về. Nhưng Lâm Thanh Diện cảm thấy như vậy rất tốt, ít nhất mình cũng được yên tĩnh hơn rất nhiều. Mấy ngày nay liên tục quyết đấu với cường giả thần cảnh, lúc này mặc dù Lâm Thanh Diện hơi mệt mỏi nhưng chỉ cảm giác trong cơ thể có một loại lực lượng vô hình đang ngầm chuyển động, dường như muốn phát ra ngoài. Trước đó, lúc huyền kình của anh đột phá anh cũng từng có cảm giác như vậy. Bây giờ cảm giác này lại tới, trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghi ngờ, chẳng lẽ mình lại sắp đột phá. Những người đến cảnh giới như Lâm Thanh Diện mỗi lần đột phá đều khó như lên trời. Ngoại trừ bản thân mình cố gắng và không ngừng chiến đấu với cường giả, cơ duyên có thể biến mất trong thoáng chốc này cũng đặc biệt quan trọng. Lâm Thanh Diện ngồi ngay ngắn bên cạnh và nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận khí tức trong cơ thể thay đổi. Thần hồn di chuyển khắp cả người khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy vô cùng vui sướng. Mà lúc này, người tí hon màu vàng tượng trưng cho thần hồn cũng dần hiện ra trong đầu anh. Lâm Thanh Diện kinh ngạc phát hiện ra người tí hon màu vàng này hình như cao hơn trước rất nhiều, hào quang trên người cũng càng sáng hơn. Có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong lúc mình và Thanh Trúc đấu với nhau, sau khi người tí hon màu vàng này cầm kiếm chảm tiên chém hồn phách của đối phương bị thương, thực lực của mình cũng được tăng lên. Lâm Thanh Diện mừng thầm. Nếu đúng là vậy, dường như mình đã tìm được cách có thể nhanh chóng tăng cao thần hồn rồi. Cùng lúc đó, lực lượng sắp phát ra ngoài càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả chiêu thức mà ma thần Tu La truyền lại giống như một bộ phim hiện ra trong đầu Lâm Thanh Diện. Chỉ càng về sau, chiêu số càng thêm tinh tế và kỳ diệu hơn. Lúc này Lâm Thanh Diện vẫn không thể nào hiểu được. Long Ngâm Thức. Hình ảnh trong đầu Lâm Thanh Diện đột nhiên dừng lại. Anh phát hiện ra thần hồn của mình có thể nắm bắt được chính xác chiêu thức này. Sóng âm của hổ gầm rồng ngâm rất lớn, đủ để phá hủy mọi vật. Năm đó, ma thần Tu La một người chống lại thương nguyên giới, mỗi chiêu đều tinh tế và tuyệt diệu tới mức nào. Từ du long thức cơ bản nhất lên đến long ngâm thức cao cấp nhất, trong lòng Lâm Thanh Diện hiểu rõ thực lực của mình đã được tăng cao. Lẽ nào đột phá là chuyện đơn giản như vậy sao? Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, anh thu hồi thần hồn chi lực. Không ngờ cảm giác mệt mỏi vì trận chiến đấu trước đó đã hoàn toàn biến mất. Lâm Thanh Diện đứng dậy, ánh mắt sáng lên. Anh quyết định ra ngoài thử xem thực lực của mình bây giờ rốt cuộc thế nào. Lâm Thanh Diện đi tới một nơi trống trải, tay nắm chặt kiếm chảm tiên. Du Long thứ. Xê kiếm ý Du Long, Lâm Thanh Diện dứt khoát phát huy linh lực đến mức mạnh nhất. 9 con rồng vàng thoáng hiện, Lâm Thanh Diện không dừng lại, lập tức tiến hành thần hồn dung hợp. Lần này, Lâm Thanh Diện ngạc nhiên phát hiện ra mình không thông qua bí thuật vẫn có thể khống chế được 4 con trong đó. Chẳng lẽ mình đã đạt được thần cảnh sơ kỳ? Nhưng qua khoảng 20 giây, Lâm Thanh Diện lại bỏ ý nghĩ này đi. Chỉ có thể giữ được 20 giây, xem ra mình còn chưa tiến vào sơ kỳ. Lâm Thanh Diện hơi thất vọng nhưng sau đó lại cười. Cho dù Lâm Thanh Diện không phải là thần cảnh sơ kỳ nhưng lúc này đã đạt tới nửa bước thần cảnh, tốc độ như vậy đã xem như lưỡng lẫy xưa này rồi. Hay bây giờ mình thử long ngâm thức luôn? Lâm Thanh Diện nói xong, trong đầu nhớ lại bí quyết quan trọng của long ngâm. Một tay Lâm Thanh Diện vẽ ra bí quyết, khí thế đột nhiên tăng vọt. 9 con rồng hợp lại làm một con rồng màu vàng cực lớn lao lên không trung và há to miệng, dường như có thể cắn nuốt tất cả. Long ngâm thức. Lâm Thanh Diện hô to một tiếng, cố gắng khống chế con rồng lớn. Không ngờ trong miệng con rồng lớn phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Một gốc cây tùng lớn 20 mét ở phía xa lập tức bị đốt thành tro bụi. AI Lâm Thanh Diện khế phát ra một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất. Sau lưng anh đã ướt sũng mồ hôi. Rõ ràng bây giờ anh còn chưa đủ khả năng để hoàn toàn khống chế con rồng lớn này. Nhưng Lâm Thanh Diện rất thỏa mãn với thực lực siêu phàm mà con rồng lớn đã thể hiện ra. Bây giờ, anh đạt tới nửa bước thần cảnh, đã có thể bước đầu sử dụng được long ngâm thức. Lâm Thanh Diện có lý do để tin tưởng, có bí thuật gia tăng, mình tất nhiên có thể khống chế được con rồng lớn này tốt hơn. Long ngâm thức chính là con át chủ bài lớn nhất của mình trong giai đoạn hiện nay.
Lâm Thanh Diện chỉnh lại quần áo và quay về. Nhưng Lâm Thanh Diện mới tới cổng khách sạn, đã nghe được giọng nói của Nhạn Xương từ trong phòng vọng ra. Anh là ai, sao có thể xuất hiện ở phòng tôi? Thượng Sam Tinh Vũ ở bên cạnh cũng nói, chị Nhạn Xương, nhìn dáng vẻ anh ta như vậy, dường như là bị thương nặng tới mức hôn mê rồi. Chị mặc kệ, nói chung anh ta xông vào phòng chị là không đúng. Để chị gọi người kéo anh ta đi ra ngoài. Lương Cung Nhạn Xương nói xong thì đi về phía cửa. Cô ta vừa đi tới cửa lại đụng phải Đang Lâm Thanh Diện chuẩn bị bước vào. Anh ta chính là người siêu lây nhiễm. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Cái gì, là anh ta à? Lương Cung Nhạn Xương kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Lôi đang nằm trên giường mất vài giây, sau đó cao giọng nói, Lâm Thanh Diện, anh muốn hại chúng tôi sao? Nếu anh ta là người siêu lây nhiễm, lúc này chúng tôi ở cùng phòng với anh ta, vậy chẳng phải đà. Bây giờ cô cảm giác cơ thể có gì khác thường không? Giết chết anh ta thì người trong thị trấn sẽ được cứu, chẳng lẽ không đúng à? Lương Cung Nhạn Xương nói. Lâm Thanh Diện không khỏi cười gượng. Người phụ nữ Nhật Quốc này vừa ra tay thì tuyệt đối không dây dưa, rất giống với lúc mình vừa gặp cô ta vậy. Nhưng Lâm Thanh Diện không biết Lương Cung Nhạn Xương chỉ dịu dàng khi ở trước mặt anh. Không cần giết chết anh ta cũng có thể ngăn cản được căn bệnh lần này. Lâm Thanh Diện nói. Chẳng lẽ anh có cách gì tốt hơn? Lương Cung Nhạn Xương hỏi. Lâm Thanh Diện nhìn hai người đẹp tuyệt thế và mỉm cười, thật ra tôi có cách nhưng nếu để hai người đẹp tới áp dụng thì tuyệt đối sẽ làm ít công to. Lâm Thanh Diện nói xong lại thì thầm với hai người bọn họ một lúc rồi đi ra ngoài. Buổi tối, ngón tay Trương Lôi giật khẽ. Euro O xác thể được chọn làm người siêu lây nhiễm, quả nhiên tố chất thân thể của anh ta rất mạnh. Đầu của tôi đau quá. Trương Lôi nhíu mày kêu lên. Anh ta mở mắt ra, lại thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh được trang trí với các thiết bị khiêm tốn nhưng có phần sang trọng. Điều càng làm Trương Lôi kinh ngạc là có hai cô gái đang bưng trà đi tới trước mắt anh ta. Anh đã tỉnh rồi à? Anh uống chén nước đi. Lương Cung Nhạn Xương nói. Đúng vậy, anh vừa tỉnh lại, chắc là khát nước. Rồi Thượng Sam Tinh Vũ phụ họa, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Trương Lôi. Tôi đang nằm mơ à? Nếu là mơ, chỉ mong đừng tỉnh lại, Trương Lôi chất phát nói. Lương Cung Nhạn Xương không nhịn được cười. Cô ta và Thượng Sam Tỉnh Vũ liếc nhìn nhau, sau đó dựa theo lời của Lâm Thanh Diện, nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Trương Lôi biết. 10 phút sau, Trương Lôi đeo khẩu trang rời khỏi khách sạn. Chương 1227, lên đường tới Dược Thần Cốc. Cảm ơn hai người đẹp, Lâm Thanh Diện nói, lấy lòng. Mình đoán không sai, chuyện này rất ly kỳ rắc rối. Nếu để mình nói với Trương Lôi, có lẽ còn phải giải thích rất lâu. Nhưng nếu đổi lại thành hai người đẹp như tiên nữ nói cho Trương Lôi biết, Trương Lôi trung thực như vậy nhất định là nói gì nghe nấy. Bây giờ, anh đã biết khả năng sát thương của tôi và Tinh Vũ chưa? Lương Cung Nhạn Xương hơi kiêu ngạo nói. Tinh Vũ ở bên cạnh nói, đúng vậy, cậu chủ, sau khi người kia tỉnh lại, ánh mắt anh ta nhìn chúng tôi cũng làm tôi thấy ngượng đấy. Lâm Thanh Diện mỉm cười. Hai cô gái trẻ này. Đều xinh đẹp khuynh quốc, đàn ông bình thường nhìn thấy bọn họ, làm sao có thể không rung động được chứ? Đúng rồi cậu chủ, cậu xem chị Nhạn Xương mua thứ gì này. Chị ấy cố ý mua cho cậu đấy. Thượng Sam Tinh Vũ nói xong thì vội vàng đi vào trong phòng. Đợi đến Lương Cung Nhạn Xương kịp phản ứng, muốn đuổi theo thì đã muộn rồi. Cậu chủ, cậu xem. Lâm Thanh Diện nhìn vật trong tay Thượng Sam Tinh Vũ mà suýt nữa phun ra máu mũi. Sao vậy cậu chủ? Chị Nhạn Xương phải tĩnh tâm mới chọn được cái áo ngủ này đấy. Chị ấy cảm thấy chiếc tối qua không tốt bởi vậy cố ý đổi thành cái này, Thượng Sam Tinh Vũ nghiêm túc nói. Tinh Vũ, em trả lại cho chị. Lương Cung Nhạn Xương tức giận, vội vàng đi tới cướp lấy chiếc áo ngủ cực kỳ mỏng manh kia cũng vội vàng cất đi. Đúng là nó. Chị Nhạn Xương, em đều nói thật mà, Thượng Sam Tinh Vũ nhìn qua có hơi oan ức. Được rồi. Tinh Vũ, em đi dạo với chị cả ngày chắc cũng mệt rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng em còn muốn nói chuyện với cậu chủ. Thượng Sam Tinh Vũ còn chưa nói xong, đã bị Lương Cung Nhạn Xương đẩy ra ngoài cửa. Cửa phòng đóng lại, Lương Cung Nhạn Xương thở phào nhẹ nhõm, mặt đã đỏ bừng. Cái này, anh đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Lương Cung Nhạn Xương vừa cười vừa nói, tôi chỉ mua chơi mà thôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, cái áo ngủ này rất đẹp, chắc chắn mặc lên người cô sẽ rất dễ nhìn. Thật sao? Lương Cung Nhạn Xương mừng rỡ, hận không thể lập tức thay vào cho Lâm Thanh Diện nhìn. Hẳn lẽ, sau một đêm, người này đổi tính rồi.
nhưng ngay lập tức lời nói tiếp theo của Lâm Thanh Diện chẳng thể nghi ngờ chính là một chậu nước lạnh. Tôi nghĩ, sau khi cô mặc vào, chồng tương lai của cô chắc chắn sẽ rất thích đấy. Nhưng người này không thể là tôi. Lâm Thanh Diện nói xong thì xoay người muốn đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện thối tha, Lâm Thanh Diện hư hỏng. Tôi hận anh chết đi được. Lương Cung Nhạn Xương buồn bực. Nhưng cô ta vừa thấy Lâm Thanh Diện muốn đi, vẫn vội vàng nói, anh đừng đi, tối nay anh ngủ lại đây đi. Chẳng lẽ cô còn muốn tới? Lâm Thanh Diện nghĩ đến chuyện tối qua lại vô thức nói. Thật lạ, anh sợ tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ tôi khó coi như vậy sao? Lương Cung Nhạn Xương trách. Nếu nói Lương Cung Nhạn Xương khó coi, vậy trên thế giới này sẽ không có người phụ nữ nào xinh đẹp nữa. Yên tâm đi, vẫn giống như hôm qua vậy, anh ngủ sofa, tôi ngủ trong phòng, Nhạn Xương nói. Thật à, cô xác định sẽ không làm bừa chứ? Lâm Thanh Diện hỏi dò. Lương Cung Nhạn Xương trợn mắt, xin người, anh đã hắt nước lạnh vào tôi như vậy, tôi còn có thể cho không nữa chắc. Tốt xấu gì tôi cũng là cô chủ nhà Lương Cung, hơn nữa tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Suy nghĩ thông suốt là tốt rồi, Lâm Thanh Diện thầm thấy may mắn. Xem ra cô gái này cũng hiểu chuyện. Tôi suy nghĩ thông suốt một việc, dù sao sau này anh cũng thuộc về tôi không cần phải vội. Lương Cung Nhạn Xương thản nhiên cười nói. Hả? Lâm Thanh Diện sợ hãi, chờ đã, cô nói vậy là có ý gì? Cô biết là tôi chỉ muốn ở cùng với Hứa Bích Hoài cả đời thôi. Vậy cũng chỉ là một đời của cô ấy mà thôi. Lương Cung Nhạn Xương mỉm cười, tôi nghe ông Từ nói, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì sau này tuổi thọ của tôi sẽ rất dài. Còn anh lại không cần phải nói nữa. Cho nên tôi chỉ cần chăm chỉ luyện tập, đợi đến Hứa Bích Hoài. Lương Cung Nhạn Xương nói đến đây thì dừng một lát, trong mắt đầy ý cười, thôi quên đi, không nói những chuyện này nữa. Nói chung thì cùng lắm tôi chờ anh thêm mấy chục năm mà thôi. Cô ta nói dứt lời lại đi vào phòng mình. Trong phòng khách yên tĩnh trở lại, nhưng những lời Lương Cung Nhạn Xương vừa nói lại khiến Lâm Thanh Diện chợt bừng tỉnh, chịu đả kích rất lớn. Lâm Thanh Diện cẩn thận cân nhắc, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Một lời đánh thức người trong mộng. Mình đã bước lên con đường tu tiên, để chống lại thương nguyên giới còn phải luôn cố gắng nâng cao chính mình. Nhưng anh bận rộn cứu thế giới lại quên mất Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc, con gái của bọn họ. Hai người là thân thể phàm thai nên khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Nghĩ đến sau trăm tuổi, bên cạnh không có Bích Hoài và Nặc Nặc làm bạn, trong lòng Lâm Thanh Diện có cảm giác vô cùng thất bại. Nếu ngay cả vợ con mình còn chẳng thể bảo vệ được, nói gì tới bảo vệ thế giới này. Nếu thật sự là vậy, sống thêm mấy trăm năm đúng là vô vị, Lâm Thanh Diện tự nói phải bảo mẹ con bọn họ cùng tu hành với mình. Lần đầu tiên, suy nghĩ như vậy lại cắm rễ trong lòng Lâm Thanh Diện. Chỉ là trước khi thực hiện suy nghĩ này, Lâm Thanh Diện phải giải quyết chất độc trong người Hứa Bích Hoài trước. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đeo kính râm đi ra khỏi khách sạn. Cậu chủ, cậu muốn đi thật sao? Thượng Sam Tỉnh Vũ nói với ánh mắt lưu luyến. Lâm Thanh Diện gật đầu, mục tiêu chủ yếu của tôi lần này chính là đi vào Dược Thần Cốc. Bởi vì chuyện xảy ra trên thị trấn mới khiến tôi chậm lại 2 ngày, bây giờ phải lên đường rồi, hay lần này cậu để tôi đi với cậu? Lần trước tôi đã từng tới Dược Thần Cốc, trên đường có người đi cùng cũng tốt hơn, Thượng Sam Tinh Vũ nói. Không, tôi đi một mình được rồi, Lâm Thanh Diện trả lời, lại nói, trông cô xinh đẹp như vậy, nhớ gặp phải sơn tặc thì chẳng phải sẽ có rắc rối sao? Cậu chủ thật thích nói đùa, Thượng Sam Tinh Vũ than thở, có cậu chủ ở đó, còn có thể sợ mấy tên sơn tặc sao? Lâm Thanh Diện không nói nhiều, liếc mắt lại thấy Lương Cung Nhạn Xương đang rầu rĩ không vui bên cạnh. Cho nên lần này anh lại muốn bỏ lại hai chúng tôi sao? Lại giống như khi ở Nhật lần trước à? Đôi mắt Nhạn Xương nhìn Lâm Thanh Diện mờ mịt, đặc biệt lưu luyến. Mình khổ sở chờ rất nhiều ngày, lại chỉ đổi được có 2 ngày ngắn ngủi gặp nhau. Không phải cô nói cần chăm chỉ luyện tập à? Hai cô và Tinh Vũ quay về đi theo Từ Thần luyện cho. Thật giỏi đi, Lâm Thanh Diện nói. Tôi đi đâu còn chưa cần anh quản. Lương Cung Nhạn Xương nói xong xoay người sang một bên. Lâm Thanh Diện nhún vai. Không quản thì không quản, chỉ cần đừng đi cùng mình là được rồi. Trong lúc Lâm Thanh Diện chuẩn bị lên đường, Thượng Sam Tinh Vũ chỉ vào phía trước nói, các người mau nhìn kia. Sao ở đó đông người vậy? 3 người đồng thời nhìn lại. Trên con phố vốn vắng vẻ, lúc này lại trở nên náo nhiệt. Mỗi người đều đeo khẩu trang, tự giác đứng ở 2 bên đường. Một chiếc xe khách chậm rãi đi tới. Cửa xe mở ra, một ông ta trông nhanh nhẹn, khỏe mạnh đeo khẩu trang đi xuống. Ông ta cười ấm áp, ánh mắt kiên định.
Quần chúng bên đường reo hò hoan hô, tỏ lòng biết ơn với ông ta, là bác sĩ Trung Sơn. Lương Cung Nhạn Xương nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười. Anh tin tưởng bác sĩ Trung Sơn không ngại cực khổ tự mình đến đây, thị trấn nhỏ sẽ nhanh chóng trở nên sôi động. Đây mới là giường cột nước nhà, đây mới là tấm gương để người Trung Quốc học tập. Thái Bình vốn là do anh hùng đánh ra, nhưng có ai thấy anh hùng hưởng Thái Bình? Lâm Thanh Diện chỉnh lại quần áo và nhìn Dược Thần Cốc phủ đầy sương mù phía xa, bước chân kiên định đi về phía đó. Chương 1228, anh có thể cản được tôi. Euroon đường núi đi tới Dược Thần Cốc vô cùng khúc khuỷu, người bình thường cơ bản đều sẽ chùn bước. Cho dù là người có nghị lực nhất, không mất 3 tới 5 ngày cũng rất khó đến được Dược Thần Cốc. Chỉ là lần trước Lâm Thanh Diện đối đã đi qua Dược Thần Cốc, con đường mấp mô như vậy căn bản không tính là gì. Theo thực lực tăng lên, bất kể sức lực hay khả năng chịu đựng của anh đều tốt hơn trước rất nhiều. Lại bay qua đỉnh ngọn núi này, trước mặt chính là Dược Thần Cốc. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn ngọn núi bị sương mù bao phủ gần đó. Anh đã đi bộ được gần 2 giờ. Trước đó, khi Lý Mộ Bạch rời khỏi biệt viện nhà họ Lâm đã từng chỉ điểm cho Lâm Thanh Diện anh đến Dược Thần Cốc có lẽ có thể tìm được cách giải độc trong cơ thể của Hứa Bích Hoài. Ý nghĩ này không bàn mà hợp với Lâm Thanh Diện. Chỉ là bây giờ, Lâm Thanh Diện bắt đầu thấy nghi ngờ. Thông qua sư phụ và đồ đệ Trần Minh Thu, Lâm Thanh Diện biết tới sự tồn tại của công hội luyện kim. Mà hình như luyện đan sư trong công hội luyện kim này còn cao siêu hơn Dược Thần Cốc rất nhiều. Ngay cả một Linh Trần Tử bị công hội luyện kim đánh đuổi cũng không hề để ý tới cốc chủ Dược Thần Cốc. Lần này thật sự có thể được không? Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, nhưng vì Bích Hoài, anh vẫn quyết định đi vào thăm dò một lần. Ít nhất, ở trên phương diện luyện đan dược và chữa bệnh cứu người, Lâm Thanh Diện vẫn còn rất kém. Sau khi nghỉ dưỡng sức mấy phút, Lâm Thanh Diện lại đi tiếp về phía ngọn núi cao cuối cùng. Ngọn núi cao này rất thần kỳ, làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy càng thán phục hơn. Lần trước đến đây, thực lực của Lâm Thanh Diện còn không bằng bây giờ nhưng đã cảm nhận được linh khí ở đây. Mà bây giờ, thần hồn của Lâm Thanh Diện đã thức tỉnh và đạt được nửa bước thần cảnh, anh chỉ cảm thấy ngọn núi ở gần Dược Thần Cốc đều tràn đầy linh khí, quả thật còn hơn bất kỳ chỗ nào mình từng đi qua. Lâm Thanh Diện có lý do để tin tưởng, nếu ở đây, cho dù không làm gì, qua mấy năm, thể xác và tinh thần của mình cũng sẽ trở nên khỏe mạnh lạ thường. Thiên nhiên đúng là thần kỳ, không ngờ lại sinh ra nơi tập trung tinh hoa của trời đất như vậy. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện bay qua đỉnh núi, một sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Dược Thần Cốc tôi tới đây. Anh vừa đến cửa cốc, một người thanh niên mặc trường sam đã cản Lâm Thanh Diện lại. Anh làm gì vậy? Anh qua xin thuốc à? Người đàn ông hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu, không, tôi tới tìm cốc chủ của các anh, Điền Uyên. Anh tìm Điền cốc chủ của chúng tôi à? Người đàn ông nghe vậy thì nhíu mày, vậy tôi hỏi anh, là cốc chủ của chúng tôi mời anh tới, hay anh đã hẹn trước với ông ấy? Tôi tới vội nên chưa kịp hẹn, Lâm Thanh Diện nói. Người đàn ông quan sát Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới lại thấy nghi ngờ và có vẻ nghiêm trọng. Sao vậy, có vấn đề gì à? Lâm Thanh Diện hỏi. Tôi hỏi anh tới đây tổng cộng mất bao nhiêu lâu? Người thanh niên hỏi. Lâm Thanh Diện hơi nghi ngờ. Sao người này đang yên đang lành lại hỏi vấn đề này? Chỉ có điều nghĩ thì nghĩ vậy, Lâm Thanh Diện vẫn nói khoảng gần 3 giờ. Gần 3 giờ. Người thanh niên chất vấn, anh xác định mình không phải đang nói khoác chứ? Nói khoác, anh nói thời gian tôi tới đây quá ngắn à? Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại. Đương nhiên. Xe chủ của người thanh niên nói, cho dù là chúng tôi ra khỏi cốc một lần ít nhất cũng cần hơn 10 giờ. Anh lại còn nói anh chỉ mất gần 3 giờ để đi từ thị trấn nhỏ tới đây, anh không phải chém gió thì là gì? Người thanh niên nói với ánh mắt xem thường, tôi không tin thực lực của anh có thể mạnh hơn cốc. Chủ của chúng tôi. Nói đến lúc này, Lâm Thanh Diện xem như đã hiểu rõ ra. Nhưng anh nghĩ lại cũng thấy đúng. Tuổi mình xấp xỉ người thanh niên trước mặt này cũng khó trách người khác không tin mình như vậy. Bây giờ Điền Uyên còn là tông sư cảnh à? Lâm Thanh Diện mỉm cười hỏi. Tông sư cảnh, hừ, anh cũng quá coi thường Dược Thần Cốc chúng tôi rồi. Người thanh niên kiêu ngạo nói, bây giờ cốc chủ Điền của chúng tôi đã là cường giả hóa cảnh. Mà tôi cũng đã bước vào tông sư sơ kỳ rồi. Người thanh niên nói đến đây còn có vẻ đặc biệt kiêu ngạo. Lâm Thanh Diện ngước nhìn anh ta một lát, anh A mới chừng ấy tuổi đã bước vào tông sư sơ kỳ, xem ra thiên phú cũng có thể xem là rất hiếm thấy. À, nói vậy, trong thời gian này Điền Uyên cũng xem như có tiến bước. Lâm Thanh Diện tùy ý nói. Dừng, sao con người anh còn thích nói khoác?
Không biết ngượng vậy. Người thanh niên cười lạnh nói, tôi thấy anh đúng là chém gió không biết nháp, lại dám nói chỉ tốn gần 3 giờ đã có thể đi tới dược thần cốc chúng tôi, thật làm cho người ta cười đến rụng răng. Chẳng lẽ anh nói, cảnh giới của anh còn cao hơn cốc chủ của chúng tôi à? Anh muốn nói thế nào cũng được, bây giờ tôi có thể vào cốc được chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Nhiều năm ở rể khiến anh học được cách chịu đựng từ lâu. So với nói là chịu đựng ngược lại không bằng nói là lười giải thích quá nhiều. Không thể. Đột nhiên, người thanh niên trở nên nóng nảy. Anh không nói rõ ý đồ đến đây, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh đi vào trong. Tôi tới đây là để tìm Điền Uyên, không có gì khác, Lâm Thanh Diện nói, nhưng, nếu anh còn làm chậm trễ thời gian của tôi, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Hừ, chỉ dựa vào anh à. Người thanh niên cao ngạo nói, tôi chính là người có thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất trong thế hệ trẻ của Dược Thần Cốc. Anh thức thời thì mau rời khỏi đây cho tôi. Ôi, Lâm Thanh Diện thở dài. Dược Thần Cốc nằm ở nơi hẻo lánh, dưới tình hình chung sẽ có rất ít người ngoài đến đây. Nếu người trong cốc không có chuyện gì quan trọng cũng sẽ không rời khỏi đây. Bởi vậy, so với bên ngoài, ở đây giống như thiên đường, rất ít liên hệ với bên ngoài. Bây giờ biết hối hận rồi à? Hừ, tôi thấy anh căn bản là không có lòng tốt. Anh đừng tưởng tôi không biết anh là ai, còn không phải là người của công hội luyện kim à? Hồ Vân tôi không sợ đâu. Người thanh niên ưỡn ngực nói. Chờ đã, anh nói tôi là người của công hội luyện kim à? Lâm Thanh Diện nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hồ Vân lạnh giọng nói, hàng năm công hội luyện kim các người đều sẽ mượn cớ so tài luyện đan để đến dược thần cốc chúng tôi cướp đoạt dược liệu. Trông anh trẻ tuổi, hóa ra cũng là người của thế lực công hội luyện kim kia. So tài luyện đan. Lâm Thanh Diện càng nghe càng hồ đồ. Xem ra anh chỉ có thể hỏi Điền Uyên, tôi muốn vào tìm Điền Uyên, anh đừng cản. Lâm Thanh Diện nói xong cũng không quan tâm nhiều, xông thẳng vào trong. Không cho phép vào. Một thanh trường kiếm ngăn cản phía sau Lâm Thanh Diện. Chỉ cần anh đặt chân vào một bước, tôi sẽ giết anh. Hồ Vân nhíu mày nói, dược thần cốc chúng tôi không phải là nơi công hội luyện kim các người có thể tùy ý giẫm đạp. Anh muốn cản tôi. Lâm Thanh Diện híp mắt nhìn đối phương, trong lòng cười. Với thực lực và địa vị của anh lúc này, trong cả thế giới, chỉ cần Lâm Thanh Diện muốn thì không ai có thể ngăn được anh. Sau khi nhận lấy câu trả lời chắc chắn của đối phương, Lâm Thanh Diện nói đùa, anh vừa nói, Điền Uyên đã đến hóa cảnh tiền kỳ, đúng không? Không sao. Hồ Vân rất kiêu ngạo, nhưng còn chưa cần cốc chủ của chúng tôi ra tay đối phó với anh, một mình tôi là đủ rồi. Lâm Thanh Diện không nói nhiều, âm thầm vận chuyển linh lực. Một thanh trường đao màu vàng lập tức xuất hiện ở trong tay anh. Hồ Vân thấy vậy thì biến sắc, điều này, sao có thể chứ? Anh cũng là cao thủ hóa cảnh à? Bây giờ, anh vẫn cho rằng anh có thể cản được tôi sao? Chương 1229, còn có thiên phú của luyện đan sư. Hồ Vân thấy Lâm Thanh Diện trạc tuổi mình, không lớn hơn mình được bao nhiêu, không ngờ đã đạt được hóa cảnh thì trong lòng thấy vô cùng chấn động. Điều này thật sự là đả kích không nhỏ đối với Hồ Vân vẫn luôn cho rằng mình là thiên tài hiếm thấy. Bây giờ, tôi có thể vào được chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Công hội luyện kim xuất hiện người như anh từ lúc nào? Hồ Vân chất phác kêu lên. Lâm Thanh Diện bất lực. Sao ngay từ đầu người này cứ xem mình là người của công hội luyện kim vậy? Không, cốc chủ bảo tôi canh cửa cốc, cho dù anh là cường giả hóa cảnh thì sao chứ? Tôi sẽ không sợ anh đâu. Lâm Thanh Diện lại thở dài. Xem ra, mình không dạy dỗ người thanh niên ngoan cố này mộ trận, sợ rằng không thể nào thuyết phục được anh ta. Trong khi nói chuyện, trường kiếm trong tay Hồ Vân đã vung lên. Không tệ. Lâm Thanh Diện thở dài nói. Uy lực của một kiếm này chỉ kém hơn mình lúc đạt tới tông sư một chút. Hai ngón tay bóp nhẹ vào giữa không trung. Theo Lâm Thanh Diện thấy, đòn tấn công của tông sư cảnh thật sự quá chậm. Anh chỉ dùng ngón tay búng nhẹ lên trên thân kiếm của đối phương. Hồ Vân rên một tiếng, chỉ cảm thấy cổ tay bị chấn động làm tê liệt, trường kiếm rơi xuống đất. Đây chính là thực lực của cường giả hóa cảnh sao? Không ngờ lại đáng sợ như vậy. Hồ Vân sửng sốt, ngược đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ đổ máu ở dược thần cốc. Nhưng khi anh ta chuẩn bị tê ra tay, phía sau đột nhiên có khí tức bay qua. Ngay lập tức một lão già đứng ở trước mặt Hồ Vân. Ông ta chỉ giơ một cánh tay ra, đã ngăn cản Hồ Vân tấn công. Cốc chủ, Hồ Vân vàng quỳ xuống. Hồ Vân, con đang làm gì vậy? Đây là đạo đãi khách sao? Điền Uyên hơi nghiêm mặt hỏi. Sư phụ, người này là người của công hội luyện kim.
Không phải sư phụ đã nói, hễ là người của công hội luyện kim đều không thể cho vào cốc sao? Hồ Vân nói. Công hội luyện kim. Điền Uyên xoay người lại, nhìn Lâm Thanh Diện đang mỉm cười thì đột nhiên đánh vào đầu Hồ Vân một cái. Thằng nhóc thối, con nói linh tinh gì thế? Cậu A chính là Lâm Thanh Diện đấy. Lâm Thanh Diện, Hồ Vân giật mình kinh ngạc, anh chính là Lâm Thanh Diện đã hấp thu hơn nửa linh khí trong nước suối của chúng tôi. Không sai, chính là tôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói. Trước đây, lần đầu tiên mình đi cùng Thượng Sam Tinh Vũ tới Dược Thần Cốc bởi vì vạch chuyện xấu của đại trưởng lão Dược Thần Cốc, Điền Uyên muốn cảm ơn đã cho phép Lâm Thanh Diện ngâm trong nước suối đầy linh lực. Mà Lâm Thanh Diện dựa vào tố chất cơ thể biến thái, đã hấp thu hơn nửa linh lực trong nước suối. Tất cả đệ tử trong Dược Thần Cốc đều biết được chuyện này. Mà Lâm Thanh Diện cũng thành nhân vật giống như thần thánh trong lòng bọn họ. Hóa ra anh không phải là người của công hội luyện kim, Hồ Vân nói xong cũng cười. Tôi chưa từng nói tôi là người của công hội luyện kim, là anh tự cho thành vậy, tôi có thể làm sao? Chứ? Lâm Thanh Diện nói với vẻ hài hước. Thật ra anh có phần thích Hồ Vân trước mặt này. Lâm Thanh Diện, lần này cậu tới chỗ chúng tôi, nhìn qua thực lực của cậu lại nâng cao không ít đấy. Là luyện đan sư, Điền Uyên tất nhiên có thể từ sắc mặt và trạng thái của Lâm Thanh Diện để nhìn ra được thực lực của đối phương có tăng lên không. Cây giờ chắc cậu đã bước vào hóa cảnh, Điền Uyên hỏi. Lâm Thanh Diện cười không đáp. Mà Hồ Vân ở bên cạnh đã tranh trả lời, cốc chủ nói không sai. Anh Lâm Thanh Diện quá xuất sắc, đã đến hóa cảnh rồi. Hơn nữa, anh ấy còn hóa ra thanh trường đao này, nhìn qua còn mạnh hơn sư phụ hóa ra rất nhiều đấy. Thật à? Điền Uyên mừng rỡ, bước đến trước mặt Lâm Thanh Diện, nói vậy cậu đã đến hóa cảnh, trung kỳ. So với ông nói thì cao hơn một chút, Lâm Thanh Diện khiêm tốn trả lời. Thiên tài, thật sự là thiên tài. So với cậu, tu vi của lão phu căn bản không tính là gì cả. Điền Uyên mỉm cười lắc đầu. Đi thôi, đúng lúc tôi chuẩn bị ít rượu trong đình. Cậu tới rất khéo, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện. Ông ta nói xong thì dẫn Lâm Thanh Diện vào. Cốc. Trong cốc nước suối chảy róc rách trong vắt. Trên đá mọc những cây tùng với hình dáng kỳ lạ, có một cái đình cổ kính. Lâm Thanh Diện và Điền Uyên ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá bay qua loa ít mứt và thịt khô, hai ấm rượu đang bốc hơi nóng. Lâm Thanh Diện, nếm thử chút rượu của tôi đi. Tôi có bỏ thêm ít linh thảo trong cốc. Sau khi cậu uống vào sẽ rất có ích cho cơ thể cậu, Điền Uyên giới thiệu. Lâm Thanh Diện uống một ngụm, cảm giác mùi thơm lan tỏa. Hồ Vân là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi của cốc chúng tôi, chỉ là tính cách tương đối cố chấp. Và cao ngạo, nếu cậu ta có gì đắc tội cậu, tôi nhận tội thay cho cậu ta, Điền Uyên nói. Euro O xác thể thấy ông ta vẫn vô cùng để ý tới người đệ tử Hồ Vân này. Không có gì, người trẻ tuổi hơi cao ngạo cũng không có gì xấu cả. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Lúc trước một mình đối đầu với năm thế gia lớn mới thật sự là tự cao tự đại. Tôi nghe Hồ Vân nói công hội luyện kim sắp. Tới, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện nhíu mày hỏi. Cậu cũng đã nghe qua về công hội luyện kim à? Điền Uyên hỏi. Sau khi thấy Lâm Thanh Diện gật đầu, Điền Uyên mới nói tiếp, luyện đan sư trong công hội luyện kim có phương pháp luyện đan dược và xác suất thành công tuyệt nhất trên đời. Đặc biệt là mấy vị trưởng lão. Của bọn họ tôi càng khó có thể sánh được. Nếu bọn họ có thể chuyên tâm nghiên cứu về đan dược nói không chừng. Khi nói đến đây, Điền Uyên hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, chỉ là bọn họ lưu luyến phồn hoa của trần thế tham hư vinh, xem đan dược trong tay thành công cụ kiếm tiền của bọn họ. Bất kể người mua là người chính nghĩa hay kẻ gian ác, chỉ cần chấp nhận bỏ tiền, bọn họ sẽ đưa đủ loại phương thuốc cho đối phương. Lâm Thanh Diện nghe nói, nhíu mày. Thật ra qua những gì mà hai sư đồ Trần Minh Thu đã làm, Lâm Thanh Diện đại khái có thể đoán được bộ mặt của đám người công hội luyện kim. Nếu một kẻ ác có tiền lấy được đan dược lại dùng đan dược nâng cao thực lực cho kẻ thừa kế tiếp tục làm ác, điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, chỉ là chuyện này liên quan gì tới Dược Thần Cốc các người. Theo lý thuyết, hai bên các người nước sông không phạm nước giếng, sao hàng năm bọn họ đều sẽ tới Dược Thần Cốc một lần? Lâm Thanh Diện hỏi. Điền Uyên mỉm cười, đứng dậy. Lâm Thanh Diện, cậu xem thử những linh vật sinh trưởng trong cốc này đi. Lâm Thanh Diện nhìn qua, xung quanh Dược Thần Cốc ở đâu cũng có kỳ chân dị bảo. Biết rồi. Bọn họ muốn kiếm nhiều tiền hơn, lại cần luyện ra đan dược cao cấp hơn. Mà nguyên liệu để luyện đan dược cao cấp chắc chắn sẽ không tầm thường, Lâm Thanh Diện nói. Cậu nói không sai. Điền Uyên nói tiếp, linh dược mọc khắp nơi trên mặt đất Dược Thần Cốc không ngờ lại bị người của công hội luyện kim coi trọng.
Bởi vậy, hàng năm bọn họ đều lấy danh nghĩa là so tài luyện đan, nhưng thật ra là cướp linh vật của dược thần cốc. Ông có thể từ chối, Lâm Thanh Diện nói. Từ chối. Điền Nguyên bất lực lắc đầu. Nếu từ chối, công hội luyện kim có thể sẽ lập tức tiêu diệt dược thần cốc chúng tôi. Lâm Thanh Diện nghe xong thì sợ hãi, đột nhiên nhớ tới những lời Trần Minh Thu nói trước đó. Người trong công hội luyện kim tuy có võ học và thực lực không cao, nhưng lực lượng phía sau bọn họ lại vô cùng mạnh. Với thực lực của dược thần cốc bây giờ căn bản không thể ngăn cản được những thế lực phía sau công hội luyện kim bao vây tiêu diệt. Cho nên dược thần cốc các người bị thua rất nhiều lần, cũng bị cướp đi rất nhiều dược liệu. Lâm Thanh Diện nói. Điền Nguyên khẽ gật đầu, trình độ luyện đan dược của bọn họ thật sự lợi hại, đã liên tục 40 năm, chúng ta không thắng nổi một lần này. Lâm Thanh Diện nghe xong thì chấn động. 40 năm không thắng nổi một lần. Đây quả thực là sỉ nhục cực lớn. Tôi không biết thuật luyện đan, nếu không. Điền Nguyên nghe xong thì mỉm cười nói. Đây là chuyện của dược thần cốc chúng tôi, chỉ có thể trách chúng tôi học không tốt, chênh lệch về thiên phú quá lớn, không có người có thể nắm giữ thần khí. Thần khí, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện nghe được cách gọi này. À, đó là cách gọi thần hồn. Nếu thần hồn của một người đủ mạnh, đó là một chuyện không thể tốt hơn đối với việc luyện đan dược, Điền Nguyên nói. Thần hồn, đây không phải là thứ mình quen thuộc nhất à. Lâm Thanh Diện đang nắm giữ thần hồn tự nhiên, đồng thời thần hồn cũng đã sớm thức tỉnh. Chẳng lẽ tôi còn có thiên phú làm luyện đan sư? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1230, Lão già họng hẹp. Điền Nguyên tiếp tục nói, cho dù là tôi, trên phương diện tinh thần lực cũng mới chỉ sơ sơ, nhưng thằng nhóc Hồ Vân này ngược lại rất có thiên phú, tuổi còn trẻ mà tinh thần lực đã tương đương với tôi rồi. Hy vọng của tôi chỉ có thể ký thác ở trên người cậu ta, nhưng muốn đánh bại những người trong hội công hội luyện kim kia, nói nghe thì dễ, không biết đời tôi còn có thể thấy được hay không nữa. Điền Nguyên nói xong, có vẻ hơi uể oải. Dù sao cũng bị hội công hội luyện kim áp chế mấy chục năm, phàm là người có chút máu mủ ruột thịt đều sẽ không cam lòng. Cuộc thi luyện đan này lúc nào sẽ bắt đầu? Lâm Thanh Diện hỏi. Xem ngày có lẽ là chừng một tháng nữa, chỉ là tôi lo người của hội công hội luyện kim sẽ đến quấy rối nên mới để Hồ Vân canh giữ ở cửa cốc, Điền Nguyên nói. Một tháng nữa, Lâm Thanh Diện hát lần này có khả năng chiến thắng không? Cũng không phải không có khả năng, nói đến chuyện này còn phải cảm ơn cậu. Điền Nguyên cười nói, hôm đó cậu đến dược thần cốc còn mang theo ba bộ phối phương cấp hoàn hảo, trong thời gian này, tôi đã thu thập đủ toàn bộ dược liệu cần thiết để phối phương, ngày tổ chức cuộc thi luyện đan tôi định sẽ chế tác ra một trong ba loại đan dược cấp bậc hoàn mỹ kia. Ồ, thì ra là phối phương của nhà Thượng Sam. Lâm Thanh Diện nhớ lại, chỉ có điều chế tác ra đan dược cấp hoàn mỹ nói nghe thì dễ, cho dù tôi có tự mình ra sân thì xác suất thành công cũng chỉ có 3 phần, nếu muốn thắng được quả thực là quá khó khăn, Điền Nguyên nói. Từ khi mình cho Điền Nguyên phối phương chế tác đan dược hoàn mỹ cho tới bây giờ thời gian đã qua hơn nửa năm. Nhưng thời gian hơn nửa năm này, ngay cả một viên đan dược cấp hoàn mỹ dược thần cốc bên này cũng không làm được. Nhưng trái lại bên phía hội luyện kim công trước khi Trần Minh Thu chết đã nị hàng năm sẽ cung cấp miễn phí cho Lâm Thanh Diện 3 viên đan dược cấp hoàn mỹ. Vừa so sánh một cái, sự chênh lệch về thực lực của hai bên thực sự là quá xa rồi. Lại nhớ đến viên đan dược thần cấp mà trước kia Sở Nguyệt dùng, Lâm Thanh Diện không khỏi cảm thán, rốt cuộc thiên tài luyện đan ở thương nguyên giới là nhân vật yêu nghiệt tới mức nào chứ? Ông vừa mới nói là người có tinh thần lực cường đại sẽ thích hợp làm đan dược sư, đúng không? Lâm Thanh Diện hỏi. Không sai, chỉ có điều người như vậy vạn người không tìm được một người, Điền Uyên nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, nếu như có được thần hồn trời sinh thì sao? Thần hồn trời sinh. Sau khi Điền Uyên nghe xong, ngạc nhiên nói ra, nếu có người như vậy thì thật sự chính là sinh ra để làm nghề luyện đan rồi. Nhưng, trong mắt Điền Uyên hơi bi thương, lão phu đã tìm kiếm nửa đời người nhưng vẫn chưa gặp được người có thần hồn trời sinh. Chỉ sợ là người như vậy chỉ có trong truyền thuyết thôi. Vậy ông xem tôi đây. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nhìn Điền Uyên. Cậu! Lúc nói xong câu này, ánh mắt Điền Uyên đột nhiên trở nên trống rỗng, ngẩn người đứng im tại chỗ. Hóa ra gần như ngay lập tức Lâm Thanh Diện bộc phát thần hồn chỉ lực để thần hồn tiến vào trong đầu Điền Uyên. Lâm Thanh Diện đã ở cảnh giới nửa bước thần cảnh, muốn dùng thần hồn khống chế thế giới tinh thần của Điền Uyên thật sự là chuyện vô cùng đơn giản. Người nhỏ màu vàng chậm rãi xuất hiện trong thế giới tinh thần của Điền Uyên. Qua mấy giây sau, Lâm Thanh Diện thu hồi thần hồn, Điền Uyên cũng khôi phục lại. Cậu chính là thần hồn trời sinh.
Vừa tỉnh dậy, Điền Uyên đã kinh ngạc nói. Không sai, hơn nữa thần hồn của tôi đã thức tỉnh, người nhỏ vừa mới xuất hiện ở trong đầu ông chính là thực thể đại diện cho thần hồn của tôi. Lâm Thanh Diện nói thật. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Điền Uyên cao giọng cười nói. Gần như điên cuồng. Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy kỳ tài thần hồn thức tỉnh thật sự. Cho dù bây giờ tôi có chết thì tôi cũng đã đạt được mong muốn của mình rồi. Nhưng mà tôi không biết gì về thuật luyện đan, có lẽ là không thể giúp Dược Thần Cốc được rồi. Lâm Thanh Diện thật thà nói. Không sao, cậu có thần hồn trời sinh, luyện đan là thích hợp nhất. Lâm Thanh Diện, lần này nếu cậu giúp Dược Thần Cốc chúng tôi, Lão Phu sẽ báo đáp thỏa đáng. Điền Uyên nói. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, nghĩ thầm, đầu của Bích Hoài vẫn còn cần phải chữa trị, cả đời Điền Uyên đều dành để luyện chế đan dược, có lẽ ông ta sẽ cho mình một cách. Được, tôi sẽ dùng hết khả năng để giúp Dược Thần Cốc, nhưng vẫn là câu nói kia. Bây giờ tôi vẫn chưa biết cách luyện đan, Lâm Thanh Diện nói. Không sao, không biết có thể học, tôi sẽ tìm người dạy cậu. Cậu chờ một lát. Nói xong, Điền Uyên giống như một đứa trẻ tan học từ trong đình chạy vội xuống núi, vừa chạy còn vừa quay đầu lại, sợ Lâm Thanh Diện sẽ đi mất. Thấy Điền Uyên hưng phấn như vậy, Lâm Thanh Diện không khỏi cong khóe miệng lên. Nhưng sau đó, anh cũng cảm thấy nghi ngờ, mặc dù thần hồn của mình sớm đã thức tỉnh nhưng tuổi nhỏ tập võ, cầm kỳ thư họa Lâm Thanh Diện đều biết hết mọi thứ nhưng tại sao lại không có gì liên quan tới thuật luyện đan. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thanh Diện mình vốn sau này mới có kỳ ngộ, mới phát hiện ra những chuyện huyền diệu trên đời này mà trước kia không biết. Còn một tháng nữa, mình có thể học được không? Cho dù có thiên phú dị bẩm, lúc này trong lòng Lâm Thanh Diện cũng có một dấu chấm hỏi lớn. Trong thời gian chờ đợi, Lâm Thanh Diện nhấm nháp chút rượu ở giữa non sông tươi đẹp cũng cảm thấy thanh nhàn. Cùng lúc đó, anh cũng hơi tò mò, Điền Uyên sẽ tìm cho mình một người thầy, như thế nào đây? Điền lão đầu, ông vội vội vàng vàng kéo tôi tới đây làm gì, rượu tôi còn chưa uống xong đâu. Nhanh lên, ở kia tôi có rượu ngon, tôi nói cho. Ông biết Triệu Ất, lát nữa nếu như cậu ta không chờ nổi mà bỏ đi, tôi sẽ hỏi tội ông. Giọng nói của Điền Uyên truyền tới. Thôi đi, thực lực cao là có thể bắt nạt người khác à? Ông càng nói như vậy tôi càng không đi. Ông không đi, bà nó, lão phu cõng ông đi. Nói xong, Điền Uyên vác người kia lên vai, nhanh chóng đi vào trong đình. Được lắm Điền lão đầu, rượu do ông tự ủ này bình thường tôi uống có một chút ông cũng phải mắng tôi cả nửa ngày, thế mà bây giờ lại rộng lượng với thằng nhóc này như vậy. Sau khi ông già được gọi là Triệu Ất kia đi vào trong đình hoàn toàn không thèm nhìn đến Lâm Thanh Diện mà chỉ chăm chăm vào mấy bầu rượu trên bệ đá. Lâm Thanh Diện quan sát đối phương một chút, quần áo trên người ông ta có mấy miếng vá tóc xóa tung, lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn là dáng vẻ của một ông già. Rượu ngon. Uống hết ba chén rượu vào trong bụng, lúc này Triệu Ất mới lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên là tinh thần phấn chấn hẳn lên, Điền lão đầu, nói đi, ông gọi tôi tới đây làm cái gì? Điền Uyên lườm ông ta, tùy thời nói ra, rất đơn giản, tôi để ông dạy Lâm Thanh Diện luyện đan. Lâm Thanh Diện. Nghe đến đó, hai mắt ông ta mở lớn, nhìn Lâm Thanh Diện. Cậu chính là thiên tài võ học Lâm Thanh Diện. Tôi là Lâm Thanh Diện, về phần danh xưng thiên tài võ học gì đó thì thật ra đây là lần đầu tiên tôi được nghe, Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Không tệ, cũng rất khiêm tốn. Triệu Ất khẽ gật đầu, lại uống thêm một ngụm rượu vào trong bụng. Triệu Ất, tôi nói xong rồi mà ông vẫn còn chưa trả lời tôi đâu, dạy cậu ta luyện đan, được không? Điền Uyên hỏi. Không dạy. Triệu Ất nhanh chóng đáp lại, lại lần nữa mở một bầu rượu ra. Chương 1231 quá xấu xa. Vừa định dốc bầu rượu vào trong bụng, Điền Uyên đã đưa tay ra ngăn ông ta lại, này, Điền lão đầu, ông làm gì vậy? Triệu Ất cau mày, vô cùng bất mãn với hành động này của Điền Uyên. Uống, ngoại trừ uống rượu ra thì ông còn biết làm cái gì nữa không? Điền Uyên tức giận nói, Lâm Thanh Diện là con của ông trời, cậu ta đã chịu hạ mình để ông dạy thuật luyện đan thì đó là vinh hạnh của ông thì tốt rồi, thế mà còn không muốn. Con của ông trời thì sao, Điền lão đầu, tôi thấy ông sống nhiều năm như vậy có phải lấm cẩm rồi không, thuật luyện đan và tập võ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Triệu Ất nói tiếp, thuận thế nhìn về phía Lâm Thanh Diện, tôi cũng không tin, Lâm Thanh Diện có thiên phú xuất chúng về võ học chẳng lẽ còn là kỳ tài luyện đan à? Chuyện này sao có thể? Nghe được câu này, trong mắt Điền Uyên lóe lên ý cười giảo hoạt. Nếu như cậu ta thật sự là kỳ tài luyện đan thì ông sẽ như thế nào? Không có khả năng. Triệu Ất khoát tay nói, Điền lão đầu, nếu như cậu ta là kỳ tài luyện đan vậy thì cả đời này tôi sẽ không uống rượu nữa. Được, đây chính là ông nói đấy nhé.
Điền Uyên cười to, nhưng lão già ông thích rượu như mạng, ông bảo cả đời không uống rượu, ông tin chứ tôi thì không tin. Nghĩ nghĩ, Điền Uyên đảo trong mắt nói, nếu vậy tôi cũng không làm khó ông, trong lúc ông dạy Lâm Thanh Diện thuật luyện đan phải bảo đảm là không được uống rượu, ông thấy có được không? Được chứ, đương nhiên là được, nhưng vụ cá cược này tôi chưa trách đã thua đâu. Triệu Ất cười khế nhìn Lâm Thanh Diện, phải biết là muốn học tập luyện đan, yêu cầu đối với thần hồn rất cao, cậu có được không? Lâm Thanh Diện và Điền Uyên liếc nhau, mang theo mỉm cười é bữa rượu tiếp. Uống thêm một chút đi, có theo của ông còn phải rất lâu nữa mới có đấy, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Vẻ mặt Triệu Ất đây không tin, thôi đi, khoác lác ít thôi, tôi cũng không tin. Lời còn chưa nói hết, lão già lôi thôi lếch thếch này cũng giõng như Điền Uyên trước đó, đứng im tại chỗ, trong tay vần còn cả một bầu rượu, bộ dạng trông rất là buồn cười. Điền Uyên ở bên cạnh mỉm cười đáp lại, Triệu Ất này, thật đúng rất muốn nhìn đáng vẻ ngoác mồm kinh ngạc lát nữa của ông ta quá. Mười mấy giây qua đi, Lâm Thanh Diện thu hồi thần hồn, Triệu Ất cũng khôi phục lại bình thường, cầm bầu rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch. Triệu Ất lớn tiếng nói ra, trời ạ, trên đời này thế mà vẫn còn có người giống như cậu ta. Đúng là quá thần kỳ rồi. Lần này, ông tin rồi chứ, Điền Uyên cười nói, giao ước trước đó của chúng ta. Được lém Điền lão đầu, ông cố ý gài bẫy tôi có phải không? Triệu Ất me chẳng dãi nhìn Điền Uyên, nhưng cũng không so đo quá nhiều. Được, tôi quyết định sẽ dạy Lâm Thanh Diện thuật luyện đan. Nói xong, ông ta cầm lấy một bầu rượu trên bệ đá. Mấy giây sau, một giọng nói lớn quát ầm lên. Đáng chết, một giọt ông ta cũng không để lại. Ông sống ở đây à? Lâm Thanh Diện hỏi Triệu Ất. Giản anh đi tới là một hang đá bên trong dược thần cốc. Trong hang đá có vẻ hơi âm u, nhưng khá là thông thoáng chứ không phải quá ẩm ướt. Trên mặt đất tràn đầy bầu rượu, nói không khoa trương cũng phải có đến cả trăm bầu rượu. Người này thật đúng là một lão già nghiện rượu. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm, lão già nghiện rượu cũng không sao, nhưng nhất định phải có bản lĩnh thật sự, nếu không thực sự là lãng phí thời gian của mình. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Thanh Diện, Triệu Ất cười nói, Lâm Thanh Diện, có phải cậu cảm thấy tôi giống như một lão già nghiện rượu, không biết có thể dạy cậu luyện đan được không? Nếu Lâm Cốc Chủ đã tin tưởng ông thì đương nhiên tôi cũng tin tưởng ông, Lâm Thanh Diện nói, biết vì sao tôi lại ở chỗ này không? Triệu Ất híp me nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói thật mình còn chưa từng nghĩ tới có một ngày lại vào ở trong hang đá, đi theo tôi. Hai người một trước một sau đi sâu vào trong hang. Càng đi càng hẹp, dáng người cao lớn như Triệu Ất có vẻ hơi phí sức nhưng văn nghiêng người đi qua, cậu xem đi. Triệu Ất chỉ vào phía trước, Lâm Thanh Diện rất giật mình, phía trước rộng mở trong sáng, trước me Lâm Thanh Diện hiện ra một cái hố rộng so với hang động tự nhiên cũ nát bên ngoài, bên trong hang đá này, cho dù là diện tích hay là trang trí đều tốt hơn rất nhiều so với bên ngoài ở chỗ này, từng dãy giá sách được sắp xếp ngăn nấp, phía trên chất đầy sách đây là. Lâm Thanh Diện nhìn Triệu Ất. Triệu Ất cười nói, tâm huyết mấy trăm năm của dược thân cốc chúng tôi gần như tất cả ở cho này. Sô này có đan dược, có cổ tịch, có những kiến thức tâm đắc về thuật luyện đan, càng quan trọng hơn là chỗ này còn có những nguyên vật liệu chân quý nhất. Nguyên vật liệu chân quý nhất, Lâm Thanh Diện hơi không hiểu, dược thân cốc linh khí tràn đầy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dược liệu chân quý, chẳng lẽ đồ ở đây còn quý hơn so với những thứ ở bên ngoài kia sao? Đương nhiên. Triệu Ất nói, cùng là dược liệu chân quý nhưng phẩm cấp cũng không giống nhau, nếu như cùng chế tác một viên đan dược giống nhau, dược liệu có phẩm cấp càng cao thì độ tinh thuần của đan dược cũng càng cao, nhìn thấy mấy dãy hộp nhỏ bên kia không? Lâm Thanh Diện nhìn theo, không giống như những cái kệ khác. Trên chiếc kệ kia được xếp ngay ngăn hơn 50 cái hộp nhỏ, tất cả đều được khóa lại, sau hàng trăm năm tìm kiếm chúng tôi mới tìm được 56 loại dược liệu quý hiếm, đây chính thứ quý giá nhất trong dược thân cốc chúng tôi. Triệu Ất nói. Lâm Thanh Diện nhìn về phía Triệu Ất, trong lòng cũng không còn nghi ngờ. Có thể giao cho Triệu Ất một nhiệm vụ quan trọng như vậy, có thể thấy được bản thân Triệu Ất cũng có địa vị khá cao trong dược thân cốc. Hội công hội luyện kim có biết chuyện này không? Lâm Thanh Diện đột nhiên hỏi, biết, đều làm nghề này, sao có thể không biết chứ? Triệu Ất chẳng hề để ý nói ra, đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng tôi đem những vật này để ở đây, bọn họ cũng đã tìm mấy thập niên rồi nhưng vẫn không phát hiện ra, nói đến, thật đúng là một lũ ngu xuẩn mà. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, không thể không nói, một chiêu này của dược thân cốc đúng là cao minh. Nhìn bên ngoài cái hang đá này vô cùng tồi tàn, còn có thêm con sâu rượu Triệu Ất này ở trong hang, cho dù người ngoài có nhìn thấy thì cũng đều tránh không kịp, còn ai nghĩ sẽ đi vào tìm tòi hư thực. Mà kể cả có người đi vào, chỉ sợ không có Triệu Ất gian đường thì cũng hoàn toàn không biết ở trong đó có dấu càn khôn, lão già họm hẹm này, quá xấu xa rồi. Lâm Thanh Diện không khỏi cười thâm. Chương 1232, kiểm tra nhỏ.
Tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào? Ông làm thế nào để truyền thụ thuật luyện đan cho tôi? Lâm Thanh Diện hỏi, yên tâm, chắc chắn tôi sẽ dạy cậu, nhưng trước khi dạy cậu cũng đừng quên lời hứa giữa chúng ta. Huyền Triệu Ất chứng chạc đàng hoàng nhìn Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện cười gật đầu, không phải chỉ là một nhà máy rượu thôi à, yên tâm, cứ tính cho tôi. Thì ra khi hai người trên đường đi tới hang động này, Lâm Thanh Diện biết ông ta thích rượu nên đã đồng ý với ông ta, chờ sau khi mình học thành rồi sẽ cho Triệu Ất một nhà máy rượu. Gia chủ nhà họ Lâm đã chịu cam đoan, vậy tôi an tâm rồi. Triệu Ất mỉm cười, lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên cứng nhắc. Sau đó, chính thức bắt đầu. Cuốn sách thứ tư ở ô thứ năm hàng thứ sáu tính từ bên trái sang, cậu có thể lấy ra đây cho tôi được không? Triệu Ất nằm trên giường mềm bên cạnh, sai sử. Lâm Thanh Diện dựa theo lời đối phương nói, lấy cuốn sách ra, độ dày của cuốn này sách đã vượt qua 3-4 cuốn sách thông thường. Việc bây giờ cậu phải làm chính là học thuộc toàn bộ quyển sách này. Triệu Ất nói, học thuộc toàn bộ. Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc. Thế nào, đây mới là bước đầu tiên, cậu đã muốn từ bỏ rồi à? Triệu Ất chế giễu nói, không đâu, tôi đã chọn thì sẽ không từ bỏ. Lâm Thanh Diện nghiêm mặt nói. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ dạy anh bà đầu chế đan dược, không ngờ ông ta lại be mình học thuộc lòng sách. Nhìn tiêu đề của cuốn sách, lúc này Lâm Thanh Diện mới thấy rõ, trong cuốn sách này ghi lại tất cả các loại dược liệu trên toàn thế giới, đề cương tính trạng cùng dược hiệu, tranh thủ thời gian đọc sách đi, thời gian của chúng ta cũng không có nhiều đâu. Triệu Ất Nam ở trên giường nói. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu quyển cổ tịch này. Thấy Lâm Thanh Diện như vậy, khóe miệng Triệu Ất không tự giác nhếch lên, nếu là thiên tài, vậy thì xuất ra một chút bản lĩnh của thiên tài cho tôi xem đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trên giường, Triệu Ất đã 5 ngày o o. Bên này, Lâm Thanh Diện giống như đã tiến vào trong không gian của mình, anh hết sức chuyên chú, hoàn toàn không để ý tới những xáo trộn bên ngoài. Đương nhiên, sự xáo trộn này càng nhiều hơn chính là đến từ tiếng lãm bẩm của Triệu Ất. Sức mạnh linh hồn của Lâm Thanh Diện rất lớn nên sự tập trung và sức cảm thụ của anh cũng lớn hơn người bình thường. Giờ phút này, người nhỏ màu vàng biểu tượng cho thần hồn của Lâm Thanh Diện nhanh chóng nắm bắt tất cả những thông tin có ích trong quyển sách này, mà vốn Lâm Thanh Diện cũng vô cùng có thiên phú, trí nhớ cũng tốt hơn so với người bình thường rất nhiều. Theo cách này tương đương với việc có hai người cùng nhau đọc một quyển sách, như vậy hiệu quả cũng gấp đôi so với người bình thường. Tôi xem xong rồi. Lâm Thanh Diện lay Triệu Ất trên giường, giờ phút này mặt trời vừa mới xuống núi ở phía tây làm nổi bật lên toàn bộ dược thân cốc giống như tiên cảnh. Rượu gì? Trên giường Triệu Ất híp me đặt mông ngồi dậy, sau khi ông ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện bên cạnh lúc này mới tỉnh táo lại. Thật là quấy dây mộng đẹp của tôi, vừa rồi tôi đang tham gia hội bàn đào với Vương Mẫu Nương Nương đấy. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, lão già này thật đúng là thích nằm mơ giữa ban ngày. Thế nào, đọc đến đâu rồi, Triệu Ất hỏi, trên cơ bản là xong hết rồi. Lâm Thanh Diện nói. Triệu Ất hơi kinh ngạc, cậu nói là cậu xem xong rồi. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, không phải cậu đang lừa tôi đấy chứ, hơn 3.000 trang sách nhanh như vậy mà cậu đã đọc xong hết rồi. Hay là lão phu ngủ mơ thấy hương vị quá ngọt ngào nên đã ngủ quên sang ngày hôm sau rồi. Triệu Ất gãi đầu nói. Lâm Thanh Diện cười nhạt, tôi không lừa ông mà ông cũng không ngủ sang ngày hôm sau, trên thực tế ông mới chỉ ngủ được có 4 tiếng mà thôi, 4 tiếng. Triệu Ất đứng dậy, nhìn Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới một lượt. Từ trong mặt Lâm Thanh Diện, ông ta hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác thường. Trang thứ 9, Triệu Ất đột nhiên nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện biết rõ đây là đối phương không tin mình, đang muốn kiếm tra mình. Cỏ linh đan, hơi đăng, sinh trưởng nhiều ở trò khe đá, rất có hiệu quả đối với việc trị liệu cảm mạo tiêu chảy, nhưng những người có cơ thể hư nhược thì không nên sử dụng. Lâm Thanh Diện thuận miệng nói. Triệu Ất nhẹ gật đầu, không tệ lắm, vậy tôi lại hỏi cậu, trang 1300 viết cái gì? Lá bách khô, lá cây chủ yếu có hình răng cưa, sau khi gặp nước thì trở nên kịch độc, có thể dùng làm thuốc dân điều chế đan dược phẩm cấp cao, mọc nhiều trong những bụi có vào mùa hạ, Lâm Thanh Diện nói tiếp. Cái này, Triệu Ất cau mày, vừa rồi đầu tiên ông ta hỏi nội dung trong mấy trang sách đầu, sau đó lại hỏi một tờ ở giữa, hơn nữa đây đều là kiểm tra ngẫu nhiên, tất cả đủ để chứng minh Lâm Thanh Diện chỉ dùng có 4 tiếng đồng hồ đã thật sự có thể đọc hết cuốn sách dày như vậy. Ông có muốn kiểm tra thêm cái gì nữa không? Lâm Thanh Diện bình tĩnh hỏi. Triệu sư thúc, tôi đến đưa cơm. Một người đàn ông trẻ tuổi mang theo hộp cơm đi đến. Triệu Ất không kịp chờ đợi mở ra, sợ hãi than nói, oa con cua, gà nấu rượu tôm sông, Điền lão đầu này, trước kia cũng không đối đãi tốt với tôi như thế. Lâm Thanh Diện, Điền lão đầu đối xử với cậu thật là tốt mà, tôi đây là được nhờ cậu rồi.
Lâm Thanh Diện mỉm cười, nếu mình học được thuật luyện đan thì đây chính là chuyện tốt rất lớn đối với Dược Thân Cốc, đương nhiên Điền Uyên sẽ nghĩ hết biện pháp để lung lạc mình rồi, nếu như ông thích những thứ này đều cho ông hết, tôi đơn giản ăn chút là được rồi, Lâm Thanh Diện nói thật không, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Nói xong, Triệu Ất xé một cái đùi gà nhét vào trong miệng. Lập tức nhíu lông mày lại, ông ta hỏi cậu thanh niên kia, rượu đâu, đồ ăn ngon như vậy mà không cho chút xíu rượu nào à? Cốc chủ nói, trong vòng một tháng từ hôm nay trở đi đều không cho sư thúc u ống rượu, nói là tự trong lòng sư thúc rõ ràng. Điền lão đầu này, thật đúng là nghiêm túc mà. Triệu Ất lẩm bẩm nói lập tức khoát tay áo, được rồi, cậu đi đi, nói với Điền lão đầu là tôi sẽ không thất tín với ông ta đâu, vâng. Sau khi người thanh niên kia đi rồi, lông mày Triệu Ất phản cau lại, nhìn đồ ăn ngon lành trước mặt mà không có rượu ngon uống cùng, lập tức cũng mất hết hứng muốn ăn. Sao vậy, không có rượu nên nuốt không trôi đồ ăn à? Lâm Thanh Diện hỏi. Ai, Triệu Ất thở dài, không uống cũng tốt, nói đến uống rượu thật sự không phải một thói quen tốt bởi vì uống rượu sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Thật sao, Lâm Thanh Diện hỏi cậu không tin à? Triệu Ất nói rồi đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Đột nhiên, một tiếng cười quỷ dị phát ra từ khóe miệng ông ta, theo sau đó là một sợi tàn hồn từ trong cơ thể ông ta du tẩu ra ngoài. Chương 1233, luyện tập đặc thù. Tuy nhiên, so sánh Lâm Thanh Diện cùng một kẻ tàn hồn như thế thì hoàn toàn có thể không cần tính toán hay lên kế hoạch gì cả. Ông cũng là thân hồn chỉ lực. Lâm Thanh Diện hỏi, sau khi đợi Triệu Ất quay trở lại, ở đâu, người mà được trời sinh ra thân hồn vậy thì trong vạn dặm chỉ có một ta, làm gì có được may mãn tốt như thế chứ, Triệu Ất cười nói, nhưng mà đúng là tinh thần lực có hơi mạnh chút mà thôi. Mặc dù ta không thể so sánh được như cậu, nhưng ta có thiên phú trời cho như vậy trong giới luyện đan cũng được xem như nổi bật rồi. Nói ra thì thiên phú của Lão Điền đều không thể so được với ta. Nói đến đây, Triệu Ất hơi lộ ra vẻ ngạo mạn, vậy thì ông vì sao bây giờ còn? Còn không phải bởi vì ta tham uống rượu sao? Uống một thời gian dài như vậy cho nên cảnh giới mới không tăng lên được, tinh thần lực cũng giảm sút khá nhiều, nếu không phải vì chuyện này thì vị trí cốc chủ Dược Thân Cốc còn không tới phiên Lão Điền kia nhận. Triệu Ất nói xong lập tức cười một tiếng, nhưng cũng không quan trọng, ngược lại ta cảm thấy bây giờ rất tự do thoải mái, có rượu có thịt cuộc đời này đã đủ rồi. Mỗi người đều có cách nghĩ không giống nhau, chỉ cần tìm được cuộc sống phù hợp với bản thân mình chính là điều tốt nhất, Lâm Thanh Diện nói. Không sai, ta nghe nói lúc trước cậu tới Dược Thần Cốc cậu đã đánh bại Lão Điên cùng mấy trưởng lão kia cái gì đó, đánh đến khi hoa rơi nước chảy thất bại thảm hại, có phải không? Triệu Ất cười. Lâm Thanh Diện chắp tay lại, đây đều là chuyện đã qua, may mắn chiến thắng. Ngày đó ta uống nhiều mấy chén nên ở trong sơn động ngủ mất, ta còn không tin lời bọn họ nói, nghĩ thầm một người còn trẻ như cậu làm sao có được tư chất hơn người có thể đi chỉnh đốn lại những lão già tự xưng tông sư bậc thầy đó cơ chứ. Có đi hiện tại những nghi ngờ của ta đều đã biến mất, một người trẻ như cậu đúng là thiên phú bất phàm, mấy lão già ở Dược Thần Cốc há lại có thể so sánh được với cậu. Triệu Ất nói, đa tạ đã khen ngợi. Lâm Thanh Diện cười nhạt, đặt đũa xuống. Tôi ăn đủ rồi, những món ăn này ông đều ăn đi. Ai, nói đến đây, Triệu Ất lại thở dài, có đồ ăn nhưng không có rượu, thật là một việc đáng tiếc. Muốn uống rượu không? Lâm Thanh Diện cười cười, thật ra cũng không phải chuyện gì khó. Không được, Triệu Ất gấp gáp, nhưng ta và Lão Điên đều đã nói xong rồi, nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì sau này sẽ để ông ta có cơ hội mỉa mai ta. Vậy thì ông không cần lo lắng, bởi vì thứ mà ông uống không thật sự là rượu. Lâm Thanh Diện thần bí nói, ông đợi tôi một lát tôi đi lấy về. Nói xong, lách mình một cái, Lâm Thanh Diện từ trong sơn động đi ra ngoài. Trong lòng Triệu Ất nghi ngờ, đoán không ra Lâm Thanh Diện muốn làm cái gì, quá nửa giờ sau Lâm Thanh Diện mới trở lại. Trong tay không có rượu mà ngược lại cầm theo vài bông hoa tươi màu đỏ. Đây là... Triệu Ất kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, hoa đỏ rượu trong cuốn sách trang thứ 320 có ghi chép lại, sau khi ngâm hoa vào trong nước, nước sẽ có mùi vị giống như rượu, có tác dụng kéo dài tuổi thọ trẻ mãi không già. Lâm Thanh Diện nhìn Triệu Ất nói, không biết tôi nói có đúng không? Đúng, rất đúng. Chỉ là, làm sao cậu phát hiện được? Xung quanh sơn động đều không có. Triệu Ất hỏi, từ sơn động đi ra có một con đường nhỏ tôi tình cờ chú ý thấy được. Sau khi nghiên cứu trong cổ tịch mới nhớ ra những bông hoa này là hoa đỏ rượu. Lâm Thanh Diện nói thật, Triệu Ất hài lòng gật đầu, khả năng học hỏi áp dụng công thức cùng với trí nhớ siêu phàm và sự quan sát tỉ mỉ đều là những điều cần thiết đối với một luyện đan sư. Ta có lòng tin, thời gian một tháng sẽ khiến cậu trở thành luyện đan sư cường mạnh nhất ở Dược Thần Cốc.
Triệu Ất kích động nói, nhưng mà Lâm Thanh Diện không có quá để tâm phản ứng lại, dẫu sao tầm mắt của anh bây giờ dù trở thành luyện đan sư cường đại mạnh nhất của Dược Thần Cốc thì có lẽ vẫn chưa đủ. Nghĩ đến Thương Nguyên Giới, một ý niệm xuất hiện trong đầu Lâm Thanh Diện muốn trở nên cường đại hơn nữa. Bây giờ có thể bắt đầu dạy tôi luyện đan chỉ thuật được chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Triệu Ất khẽ cười, cầm lên một cốc hoa rượu đỏ, không vội trời vẫn còn sớm, đợi qua một canh giờ nữa đi, để cho ta thưởng thức hương vị hoa rượu đỏ trước. Một canh giờ sau, sắc trời đã tối. Triệu Ất tìm được mấy ngọn đèn thắp sáng, ngay sau đó lại tiện tay lấy ra mười mấy loại dược liệu. Những loại dược liệu này, nếu đổi thành trước kia khẳng định Lâm Thanh Diện sẽ không nhớ nổi tên gọi của nó. Nhưng hiện tại, Lâm Thanh Diện quả thực đã thuộc như lòng bàn tay. Đối với những tên gọi của các loại dược này, hay tính chất công dụng của nó đều vô cùng hiểu rõ. Lúc này, Lâm Thanh Diện tựa như đã hiểu vì sao Triệu Ất lại để bản thân mình xem sách trước. Chỉ có nhận biết được các loại dược liệu thì mới hiểu được dược liệu. Mới có thể đem những công hiệu của nó chế biến thành những vị dược liệu cho chính mình sử dụng càng tốt hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập chế biến ra đan dược, có điều trước khi làm ta cần cho cậu thử làm một khảo sát nhỏ. Triệu Ất nói xong, từ dưới mặt đất nhặt lên mấy cành cây khô, đưa cho Lâm Thanh Diện hai cành. Luyện đan chi thuật chú trọng ở cảm nhận một viên đan dược có thể luyện tốt hay không tốt là do người luyện đan năm be được đúng mực hay không, vì vậy trong quá trình luyện đan nhất định cần chú tâm, tâm vô tạp niệm. Đã hiểu, Lâm Thanh Diện gật đầu, đối với ý chí cân chuyên tâm, hẳn rất có lòng tin vào bản thân, nếu không, ban đầu ở trong lòng đáy hồ đã bị thú nương quyển rũ mê hoặc rồi, cậu học theo ta như thế này, tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông. Nói xong, Triệu Ất dùng cành cây vẽ lên mặt đất, ông ta một bên vẽ, một bên tự nhiên nói, ta biết cậu mới học nên sẽ không quen, luyện tập nhiều thêm là tốt rồi. Ông xem có phải như thế này không? Lâm Thanh Diện nói. Triệu Ất quay đầu nhìn một cái, há hốc mồm kinh ngạc. Trên mặt đất bên trái là hình tròn, bên phải là hình vuông, được vẽ ngay nga quy củ giống như phải dùng tới dụng cụ vẽ mới làm ra được cái loại này. Xem ra cũng không khó lắm, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng nói, có sự trợ giúp của thần hồn, Lâm Thanh Diện có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản, cậu vẽ cũng khá. Triệu Ất bĩu môi, cái này quá đơn giản rồi, hiện tại chúng ta tăng thêm độ khó, tay trái vẽ mèo, tay phải vẽ chó, cậu thử xem. Nói xong, Triệu Ất nhìn Lâm Thanh Diện mức độ khó hơn, thật ra chuyện này trong lòng Triệu Ất chỉ muốn hạ uy một phen với Lâm Thanh Diện, tay trái vẽ mèo, tay phải vẽ chó, đúng là so với cái trước khó hơn nhiều. Ngay cả bản thân Triệu Ất cũng không có cách nào hoàn thành, nhưng nào có nghĩ, Lâm Thanh Diện kia nói một câu đáp ứng rồi hít một hơi sâu, Lâm Thanh Diện triệu ra thân hồn của mình, dùng đại não khống chế tay trái, dùng thần hồn kiểm soát tay phải. Hạ bút như bay, Lâm Thanh Diện từ nhỏ vốn đã cầm kỳ thư họa, chỉ đơn giản vài nét bút rẻ dàng phác họa ra đường nét cơ bản, ban đầu Triệu Ất còn không thèm để ý, nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Thanh Diện cầm trong tay hai cành cây uốn lên lượn xuống, lập tức có một con mèo và một con chó xuất hiện trên mặt đất, hình dáng sống động trông y như thật. Thời gian cũng chỉ chừng 5 phút đồng hồ, Lâm Thanh Diện đã hoàn thành xong đề bài mà đối phương đã mưu đồ gây khó rẻ cố tình đề ra. Đã lâu không vẽ nên không quen tay, phân cân luyện tập thêm, Lâm Thanh Diện nói, lúc này Triệu Ất đã triệt để hoàn toàn kinh ngạc, đây gọi là cần phải luyện tập thêm sao? Vậy bức tranh mà chính mình vẽ kia quả thực là đồ vứt bỏ. Được rồi, khảo sát luyện đan chi thuật xem như cậu thông qua. Tiếp sau đây, chúng ta chính thức bắt đầu. Lâm Thanh Diện gật đầu, hẳn biết bản thân cuối cùng đã có thể luyện đan chỉ thuật được rồi. Triệu Ất đi đến tảng đá bên cạnh, chỉ lên dược liệu đặt trên đó nói, trên này có tổng cộng mười mấy loại dược liệu, e hẳn cậu đã rõ. Những loại dược liệu này đều là dược dung hợp cấp thấp, đây toàn bộ đều là dược liệu của ngưng thân đan. Sau đó ta sẽ nói phương pháp cho cậu, cậu chỉ cần làm theo cách này là được rồi, có lẽ cũng không khó, Triệu Ất nói, được, tôi thử xem. Lâm Thanh Diện nói, đến bên cạnh tảng đá. Ngay khi chuẩn bị tiến hành bước đầu tiên thì đột nhiên nến trong động đều bị Triệu Ất tắt bỏ toàn bộ, trong nháy mắt bên trong sơn động tối đen như mực, xòe tay không nhìn được năm ngón. Chương 1234, lần đầu tiên. Đây là... Triệu Ất cười nói, bóng tối chính là thời cơ tốt nhất để cậu rèn luyện tâm thần của mình, đồng thời cũng có thể khiến cho cậu tâm vô tạp niệm, mặc dù cùng là đan dược cấp thấp nhưng vì trình độ của người chế đan khác nhau nên cũng được chia ra thành ba cấp bậc, cao thấp là thượng trung hạ, Lâm Thanh Diện, phải xem ở cậu rồi. Lão già này có phương pháp truyền thụ quả thực là cổ quái, nhưng thông qua tiếp xúc Lâm Thanh Diện biết mui một bước Triệu Ất làm như vậy đều có trò tốt rất lớn đối với mình, dược liệu được bày theo trình tự ở trên bệ đá, Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn ghi nhớ ở trong đầu, về phần phương pháp luyện đan, sau khi Lâm Thanh Diện xem xong cũng đã nhớ hết toàn.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Thanh Diện nhắm mắt lại, thế giới dường như ngừng lại, từ sau khi bước vào nửa bước thần cảnh, Lâm Thanh Diện phát hiện hình như mình có thể tách thần hồn của mình ra khỏi cơ thể. Phát hiện này khiến anh mừng rỡ không thôi, muốn luyện được đan dược có phẩm chất cao tất nhiên là phải phát hiện được tất cả mọi chuyện dù là nhỏ xíu mà người bình thường chỉ có thể nghĩ chứ không làm được, bởi vì trình độ nàm của ngón tay cũng không thể làm được chuẩn xác như vậy. Nhưng thần hồn thì không giống, nó chính là đại diện cho thế giới tinh thần của mình, thường thường cảm nhận của mọi người đối với sự vật đều vô cùng chính xác. Cũng bởi vậy, phải chăng có được lực tỉnh thân là sẽ có thể đánh giá được một người có thể trở thành luyện đan sư hay không? Giống như Triệu Ất, Điền Nguyên vậy, đều có lực tỉnh thần vượt qua người bình thường rất nhiều. Nhưng bọn họ so với Lâm Thanh Diện vẫn còn kém xa, thân hồn trời sinh khiến Lâm Thanh Diện có năng lực cảm thụ cao hơn người bình thường gấp mấy lần, càng quan trọng hơn là sau khi thân hồn thức tỉnh, khi cảnh giới võ học của Lãm Thanh Diện càng cao thì thân hồn chỉ lực cũng theo đó mà nhanh chóng tăng cao. Lâm Thanh Diện chậm rãi phát ra thân hồn, tiến hành cảm nhận từng loại dược liệu trên bệ đá. Mặc dù đang trong đêm tối nhưng đối với Lâm Thanh Diện mà nói thì vàn giống như mặt trời ban trưa tạm ổn, có thể bắt đầu error. Sau khi tiến hành cảm nhận tất cả các loại dược liệu, Lâm Thanh Diện bắt đầu thực hiện lân chế đan đầu tiên trong cuộc đời mình. Bước đầu tiên, đem cỏ bách linh và hoa khấu bỏ vào trong cối đã mài mịn. Lâm Thanh Diện dựa theo trí nhớ của mình, bắt đầu động tác. Tách thân hồn ra khiến anh có thể vừa nhanh chóng lại vừa chính xác cầm tới mỗi một loại dược liệu trên bệ đá, quan trọng nhất chính là nắm chắc được lượng dùng, Lâm Thanh Diện không sai một chút nào. Hai tay của anh nhanh thoăn thoắt, trái tim hành động theo linh hồn, tay hành động theo trái tim. Nếu như lúc này là ban ngày, nhất định sẽ làm cho Triệu Ất kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì thoạt nhìn động tác của Lâm Thanh Diện thuần thục như vậy, gần như không có một chút xíu chần chờ, dựa theo phương thuốc phía trên mà tiến hành thao tác, hơn nữa mỗi một bước đều hoàn thành vừa đúng, nếu người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thán Lâm Thanh Diện là một cao thủ chế đan, nhưng trên thực tế, đây mới là lần đầu tiên của Lâm Thanh Diện mà thôi. Ước chừng 20 phút trôi qua, Lâm Thanh Diện cầm trong tay viên đan dược đầu tiên của mình, ngưng thần đan, tôi làm xong rồi. Lâm Thanh Diện hỏi, thật à, nhanh như vậy sao? Lần này Triệu Ất không hề ngủ, ông ta mở đèn bàn lên, thuận miệng nói, cậu cũng không thể chỉ chăm chăm vào tốc độ mà không chú trọng tới chất lượng, nóng lòng không thành việc. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói ra, tỏi biết tôi đã thả chậm tốc độ rất nhiều rồi, chỉ là không biết viên đan dược này có đúng chủng loại như ông muốn hay không thôi, cũng không biết chất lượng như thế nào. Vậy lão phụ sẽ xem giúp cậu một chút, đánh giá phẩm chất của nó. Nói xong, Triệu Ất nhận lấy viên ngưng thần đan từ trong tay Lâm Thanh Diện. Giây phút Triệu Ất nhìn thấy viên đan dược trong tay, ánh me bất động không rời đi được. Cái này, sao, có phải có vấn đề gì không? Lâm Thanh Diện hỏi. Triệu Ất sờ sờ khóe miệng rồi thản nhiên nói ra, tôi đã nói rồi, cậu làm quá nhanh mà không chú trọng tới chất lượng, ngưng thân đan cậu làm này hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn, căn bản là thứ vô dụng. Vừa nói, Triệu Ất vừa bỏ viên ngưng thân đan kia vào trong túi áo. Lâm Thanh Diện hơi khó hiểu, nếu nó đã không có tác dụng gì thì sao ông không ném nó đi? Vậy sao được, thứ này sao có thể ném đi được chứ? Triệu Ất vội vàng nói, cái này, lão phu sẽ tạm thời giữ giúp cậu, được rồi, tôi nói trước rồi đấy, không phải tôi muốn chiếm lợi của cậu đâu. Lâm Thanh Diện gật đầu, xem ra thuật luyện đan không đơn giản như vậy, một viên đan dược cấp thấp tôi cũng không làm được, có lẽ tôi sẽ khiến Điền Nguyên thất vọng. Sẽ không đâu. Triệu Ất ở bên cạnh vội vàng nói. Nhưng mà, không phải ông nói viên ngưng thân đan này không có tác dụng gì à? Lâm Thanh Diện hỏi. Ừm, thì, mặc dù lần này làm không thành công lắm nhưng tập luyện nhiều hơn thì chắc chắn cậu sẽ làm tốt. Triệu Ất nói, lập tức lại lấy ra một cái phối phương, lần này chúng ta thử cái này một chút, xem cậu có thể hoàn thành hay không. Đúng rồi, dược liệu cậu tự tìm, nhớ kỹ, lúc chế tác phan phải tắt hết đèn đi đấy, Triệu Ất nói, được tôi thử một chút, lần này vẫn là đan dược cấp thấp à? Lâm Thanh Diện hỏi, đúng vậy, ách, với thực lực của cậu bây giờ chỉ có thể làm một chút cấp thấp, đừng suy nghĩ quá nhiều, cố gắng hết sức là được rồi. Triệu Ất vừa nói vừa đi ra ngoài cửa hang động, tôi ra ngoài có chút việc, một mình cậu ở lại trong hang động chế đan dược đi. Dứt lời, Triệu Ất quay người rời đi. Lâm Thanh Diện cầm lấy phối phương, lông mày cau lại. Lần này khác với ngưng thần đan lần trước, nguyên liệu của đan dược lần này chỉ mua dược liệu cần thiết thôi đã hơn 30 loại rồi, đây chắc là thượng phẩm của đan dược cấp thấp rồi. Lâm Thanh Diện suy nghĩ trong lòng. Nhưng nghĩ tới vừa rồi Triệu Ất khinh bỉ ngưng thân đan của mình, Lâm Thanh Diện vẫn cảm thấy hơi thất vọng, nóng lòng không xong chuyện. Lâm Thanh Diện tự trấn an mình như vậy, đi vào bên trong gian sơn động kia tìm thảo dược Lão Điền. Lão Điền. Ở trung tâm dược thần cốc trong nơi ở của Điền Uyên, ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông.
Lão Điền, ông còn không đi ra là tôi sẽ xông vào trong đấy. Đến lúc đó nếu có nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn thì ông cũng đừng trách tôi. Người đàn ông lớn tiếng nói không bao lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng măng mỏ. Đáng chết, ai ở bên ngoài kêu gào cái gì đấy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Mau ra đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Đối phương van tiếp tục kêu, không để ý tới Điền Nguyên đã nổi giận chút nào, xảy ra chuyện lớn rồi. Điền Nguyên thâm nói, nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Triệu Ất. Điền Nguyên tiến lên nói, lão già chết tiệt này, lại xảy ra chuyện gì dõi? Tôi bảo ông dạy Lâm Thanh Diện thuật luyện đan cơ mà, sao ông lại chạy đến đây? Lão Điền, xảy ra chuyện lớn rồi, Triệu Ất nói sau khi Điền Nguyên nghe thấy lời này, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng. Sao thế, không phải người của công hội luyện kim lại đến đấy chứ? Hay là tâm huyết của dược thân cốc chúng ta bị người khác để mắt tới rồi? Điền Nguyên hỏi, không phải chuyện này, tôi nói là Lâm Thanh Diện, xảy ra chuyện lớn rồi, Triệu Ất nói. Lâm Thanh Diện, cậu ta làm sao? Điền Nguyên nhìn Triệu Ất, lập tức đẩy ông ta vào gốc cây, cái lão già này, có phải ông lại làm gì Lâm Thanh Diện rồi đúng không, mượn cớ truyền thụ thuật luyện đan đế tra tấn cậu ta đủ kiểu. Nào có, ông nghĩ tôi tệ thế à? Hơn nữa những phương pháp tra tấn của tôi hình như không có tác dụng với cậu ta. Triệu Ất vội vàng nói thế thì tốt, lúc này Điền Uyên mới buông tay ra, sau đó nói, vậy Lâm Thanh Diện làm sao mà ông lại vội vàng hấp tấp như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cho ông xem thứ này. Nói xong, Triệu Ất lấy viên ngưng thần đan do Lâm Thanh Diện chế tác từ trong túi ra. Điền Uyên cúi đầu nhìn, dưới ánh trăng trong sáng, dường như viên ngưng thần đan trong tay Triệu Ất bị một lớp sương mù màu tím bao phủ đây. Thật sự là viên đan dược đầu tiên cậu ta làm à? Điền Nguyên kinh ngạc nói, từ đầu đến cuối con mắt không hề rời khỏi viên ngưng thần đan kia. Chương 1235 thượng phẩm cao cấp. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Đây chắc chắn là ngưng thần đan do tự tay Lâm Thanh Diện làm ra. Triệu Ất chém đinh chặt sắt nói, cái này, lại là đan dược thượng phẩm cấp thấp đấy. Hơn nữa còn khiến cho người ta kinh ngạc hơn chính là trên viên đan dược cấp thấp này còn mờ hồ. Xuất hiện dược khí, cho dù là đan dược cấp hoàn mỹ cũng chưa có loại dược khí này xuất hiện đâu. Điền Nguyên cảm thán, cái gọi là dược khí cũng giống như kiếm linh trong binh khí vậy. Chỉ cần người luyện đan có kỹ nghệ cao siêu, lúc chế đan có thể tâm vô tạp niệm, tinh thần lực hòa làm một thể với đan dược thì sẽ sinh ra dược khí. Cho dù là đan dược cấp thấp, một khi xuất hiện dược khí thì giá trị của nó sẽ tăng thêm mười mấy lần, thậm chí còn cao hơn so với đan dược trung cấp. Lão Triệu, lần trước nhìn thấy dược khí đã là viên đan dược ông làm cách đây mấy chục năm trước rồi, thật không ngờ lần đầu tiên Lâm Thanh Diện ra tay đã có thể nhìn thấy dược khí ở trên thân viên đan dược cấp thấp này, Điền Nguyên tán thán nói. Triệu Ất khẽ gật đầu, đúng vậy, lúc ấy tôi còn phải bế quan 3 tháng mới làm ra được viên đan dược cao cấp kia, nhoáng một cái đã qua mấy chục năm, bây giờ chỉ sợ tôi cũng không thể làm ra được viên đan dược có phẩm cấp như vậy nữa. Lâm Thanh Diện, thật sự là kỳ tài ngút trời. Điền Nguyên cảm thán trong lòng, thiên tài đúng là thiên tài, bất kỳ phương diện nào cậu ta cũng học nhanh hơn mà còn vượt trội hơn người khác. Đúng rồi, bây giờ cậu ta đang làm gì? Có biết mình làm ra đan dược có dược khí không? Điền Nguyên hỏi, cậu ta văn chưa biết. Triệu Ất trả lời, nhưng tôi đã đưa phối phương để cậu ta điều chế một viên đan dược khác chắc hẳn, bây giờ văn còn đang ở trong hang động chế tác. Đan dược gì? Điền Nguyên hỏi. Triệu Ất nhìn về phía Điền Nguyên, nhẹ giọng nói ra, hợp khí đan. Hợp khí đan. Điền Nguyên hỏi lại Triệu Ất. Ông nói là ông để cậu ta điều chế đan dược cao cấp. Không sai, tôi rất muốn nhìn một chút xem giới hạn của Lâm Thanh Diện ở đâu. Triệu Ất như nói thật đúng, ông nói không sai, một người có thể điều chế ra đan dược cấp thấp có dược khí, nếu chỉ điều chế đan dược cấp thấp thì đúng là đại tài tiểu dụng. Dứt lời, Điền Nguyên kéo Triệu Ất qua, đi, lão phu trở về cùng ông, để xem Lâm Thanh Diện có thể mang đến cho chúng ta thêm một sự bất ngờ nữa hay không. Hai người một trước một sau, lần nữa quay trở lại hang động. Trong hang động lúc này, tràn đầy mùi thơm của dược liệu. Thân hồn du tẩu, Lâm Thanh Diện nhằm mất lại dụng tâm cảm nhận mỏi một động tác trên tay. Viên ngưng thần đan vừa rồi đã bị thất bại, lần này, nhất định phải dụng tâm hơn nữa mới được. Lâm Thanh Diện thâm nghĩ trong lòng, độ chuyên tâm còn cao hơn lần trước gấp mấy lần. Lúc này Lâm Thanh Diện đã tiến vào cảnh giới vong ngã, ở trong đầu anh chỉ có công việc chế tác viên đan dược trước mắt chứ không còn bất kỳ quan tâm nào khác.
Theo thời gian trôi qua, Lâm Thanh Diện phát hiện ra viên đan dược này càng tiêu hao nhiều thân hồn chỉ lực hơn rất nhiều so với viên ngưng thần đan vừa rồi, xem ra quả nhiên là trước đó không dồn hết tâm sức vào viên ngưng thần đan kia, nếu như dồn hết toàn lực thì cho dù là đan dược cấp thấp cũng sẽ cho người ta cảm nhận được sự áp lực tinh thần của nó, đan dược cấp thấp đã tiêu hao thân hồn như thế, không biết đan dược cấp bậc hoàn mỹ còn đến mức nào nữa. Lâm Thanh Diện suy nghĩ như vậy nhưng vẫn nghĩ là mình đang điều chế một viên đan dược cấp thấp chứ không hề biết một viên đan được cao cấp sắp được tạo ra trong tay anh. Một bước cuối cùng, Lâm Thanh Diện tâm thần khẽ động bắt đầu tiến hành dung hợp sau cùng mà một bước này cũng là một bước vô cùng quan trọng, nó quyết định sự thành bại và phẩm cấp của đan dược nên nhất định phải đạt được tới cảnh giới tâm thân hợp nhất. Cách đó không xa Triệu Ất đã bị Điền Uyển bỏ xa ở đằng sau. Lão điên, ông chờ tôi với. Triệu Ất ở phía sau kêu lên, lão già này, bình thường bảo ông uống rượu ít thôi ông không chịu nghe, lần này thì tốt rồi, có mùi một đoạn đường thôi mà ông cũng không đi nổi rồi. Điền Uyên nói, dưới chân cũng chậm lại rất nhiều lại qua hồi lâu, hai người cũng chỉ còn cách hang động kia khoảng hơn 100 mét nữa. Đột nhiên, Điền Uyên đang đi ở phía trước dừng bước, suýt chút nữa khiến Triệu Ất đâm sâm vào sau lưng ông ta. Lão già này, sao lại đột nhiên dừng lại thế? Triệu Ất sờ đầu nói. Đừng nói chuyện ông ngửi xem. Đây là mùi gì? Điền Uyên nói. Vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn mang theo một phần kích động. Triệu Ất khẽ nhúc nhích chóp mũi, vẻ mặt cũng biến thành kinh ngạc. Đây là mùi thuốc. Chẳng lẽ cậu ta đã luyện được hợp khí đan? Điền Uyên khẽ gật đầu, đi, chúng ta đi vào trong xem. Lần này, hai người đi nhanh hơn lúc trước rất nhiều một viên đan dược cao cấp ra lò, cho dù là ở dược thân cốc này thì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể luyện chế ra được, chỉ có mấy trưởng lão cùng đại đệ tứ môn hạ mới có thể có lòng tin luyện chế thành. Mà Lâm Thanh Diện mới luyện chế đan dược lần thứ hai, thiên phú như vậy, thực sự là quá kinh khủng mà. Mới vừa đi tới cửa hang, Triệu Ất đã nhìn thấy chiếc đèn bàn trong hang được bật lên, trách là Lâm Thanh Diện đã hoàn thành công việc tôi làm xong rồi. Lãm Thanh Diện cầm một viên đan dược màu đen trong tay, đi tới nói với Triệu Ất nhìn thấy Điền Uyên ở phía sau, Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi kinh ngạc. Điền Uyên cười nói, buổi tối tôi không ngủ được nên đến đây xem thế nào, viên đan dược này hoàn thành rồi à. Lâm Thanh Diện gật đầu, giao đan dược cho bọn họ. Lần này, không biết so với viên ngưng thân đan lần trước thế nào, không ngờ luyện chế một viên đan dược cấp thấp lại tốn thời gian và hao phí tâm thần như vậy. Lâm Thanh Diện thở dài nói, xem ra thuật luyện đan không đơn giản giống như tôi tưởng tượng, tôi đã hơi đánh giá cao mình rồi, mà giờ phút này, hai người Điền Uyên và Triệu Ất đang nhìn viên hợp khí đan trong tay anh, hai me tỏa sáng. Sương mù màu đen đang bao phủ phía trên hợp khí đan. Thượng phẩm cao cấp, hơn nữa còn là một viên đan dược mang theo dược khí. Lâm Thanh Diện, cậu thật sự là thiên tài mà. Điền Uyên tán thưởng nói nhưng giờ phút này Lâm Thanh Diện nghe được cách nói như vậy lại cảm thấy hơi không đúng, thiên tài gì đâu. Một viên đan dược cấp thấp thôi mà mất cả 2 giờ đồng hồ mới làm xong, bây giờ tôi đang hơi nghi ngờ bản thân mình đây, Lâm Thanh Diện lắc đầu nói. Triệu Ất ở bên cạnh trong lòng thầm nghĩ, chính bản thân mình lúc trước khi còn ở lúc phong độ đỉnh cao vì chế tác một viên đan dược cao cấp còn phải bế quan vài ngày, thằng nhóc này thì tốt rồi, 2 giờ thôi đã làm ra đan dược có phẩm chất tuyệt không chênh lệch với mình. Điền Uyên và Triệu Ất nhìn nhau cười một tiếng. Các ông đang giễu cợt tôi à? Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi, nào có, Điền Uyên vội vàng nói, Lâm Thanh Diện, tôi nói cậu là thiên tài không có chút chế giễu nào cả, bởi vì viên đan dược cậu vừa làm ra chính là đan dược cao cấp, tên là hợp khí đan. Đan dược cao cấp? Lâm Thanh Diện kinh ngạc lập tức nhìn Triệu Ất, không phải ông nói đây chỉ là đan dược cấp thấp à? Tôi cố ý nói như vậy đó, mục đích là muốn kích phát tiềm năng của cậu, hiện tại xem ra đúng là đã thành công, Triệu Ất gật đầu nói kích phát tiềm năng của tôi. Lão già này, lừa mình thì cứ nói là lừa mình đi, còn cố ý dùng một cái cớ đường hoàng nữa nhưng lần này tự tin của Lâm Thanh Diện đã quay trở về. Hai lần chế đan, hai lần thành công, đồng thời lần thứ hai còn chế ra được đan dược cao cấp. Tốc độ như vậy, khiến cho người ta phải tắc lưỡi, viên đan dược kia, nếu không, Triệu Ất quan sát Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện ngầm hiếu, nếu ông thích thì tôi tặng cho ông, không sao, cùng lãm thì lại làm một viên nữa. Được, đây là chính cậu nói đây nhá. Triệu Ất nhanh chóng bỏ đan dược vào trong túi, rất sợ Lâm Thanh Diện đổi ý. Đối với Triệu Ất mà nói, thu hoạch đêm nay rất khá. Hai viên đan dược mang theo dược khí, tùy tiện mang một viên ra thị trường đều chính là thần đan. Tương lai mấy năm tiền rượu của mình, xem ra có trò dựa rồi. Đợi Điền Uyên rời đi rồi. Lâm Thanh Diện hỏi, chúng ta tiếp tục chứ? Tiếp tục, Triệu Ất kinh ngạc hỏi, cậu không mệt à?
Lâm Thanh Diện hoạt động thân thể một chút cảm thấy vẫn được. Triệu Ất ngược lại nói ra, được rồi, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục chúng ta học cách luyện chế đan dược cấp hoàn mỹ. Đan dược cấp hoàn mỹ, Lâm Thanh Diện kích động. Triệu Ất thì lại nghiêm mặt nói ra, đan dược cấp hoàn mỹ và đan dược bình thường khác nhau, cách chế tác ra nó đã vượt quá nhận biết của người bình thường, đến ngày mai cậu sẽ biết. Lâm Thanh Diện khế gật đầu, lần trước mình đến đã mang cho Dược Thân Cốc 3 tấm phối phương chế tác đan dược cấp hoàn mỹ, hơn nửa năm trôi qua mà không chế tác nổi một viên đan dược cấp hoàn mỹ, có thể nghĩ, trong đó tất nhiên là có khó khăn. Nghỉ ngơi thật tốt, tất cả chờ đến ngày mai lại nói. Trên giường, Triệu Ất đã sớm ngáy lên. Chương 1236, Triệu Ất bái sư. Hôm sau, tối qua tiếng ngáy của Triệu Ất khiến Lâm Thanh Diện thấy được cái gì gọi là âm thanh uy chấn thiên hạ, anh gần như cả đêm không chợp mắt, mãi đến rạng sáng Lâm Thanh Diện mới ngủ được. Tiếng chim hót trong núi đánh thức Lâm Thanh Diện khỏi giấc mộng. Vừa mơ màng mở mắt, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt mình. Nụ cười kia ấm áp hồn nhiên, đặc biệt khiến người ta sợ hãi, Lâm Thanh Diện không chút do dự theo bản năng vung tay đấm về phía đối phương. Đừng! Giọng nói của Triệu Ất truyền đến. Lúc này Lâm Thanh Diện mới phát hiện cái người mới sáng sớm đã cười tủm tỉm nhìn mình chính là lão già Triệu Ất này. Cũng may Lâm Thanh Diện phản ứng nhanh, kịp thời dừng tay lại. Ông làm gì mà mới sáng sớm đã nhìn tôi như vậy? Lâm Thanh Diện hơi tức giận. Đùa thế này không vui chút nào, nếu mình không thu tay kịp thời, chỉ sợ bây giờ bộ xương già của Triệu Ất đã tan thành từng mảnh rồi, tôi chỉ muốn nói với cậu, bữa sáng đã đưa đến rồi, nên dậy ăn thôi. Triệu Ất không hề cáu giận, vẫn tủm tỉm cười nói. Lâm Thanh Diện nghi ngờ, hôm nay lão già này sao vậy, cảm giác không giống hôm qua lắm. Không có việc mà lấy lòng, không phải lừa đảo cũng là trộm cướp. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, chắc chắn lão già này có chuyện muốn nhờ. Nào, ăn miếng bò bít tết đi. Triệu Ất không nói lời nào lấy một miếng bít tết bò Wagyu của đảo quốc đặt vào trong đĩa của Lâm Thanh Diện. Chất thịt non mềm, vừa vào miệng đã tan ra. Nhắc đến bò bít tết, Lâm Thanh Diện cũng rất bội phục chất lượng bò Wagyu của đảo quốc. Nếu như ông Vân muốn nói chuyện tửu trang với tôi, vậy ông không cần phải làm thế này, tôi đã đồng ý với ông rồi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lâm Thanh Diện nói. Không, nào phải chuyện tửu trang chứ. Triệu Ất vui vẻ cười hì hì nhìn đối phương. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, một lão già đã quá 70, mới bữa sáng đã không lý do vui vẻ tươi cười với mình, coi như là bò Wagyu của đảo quốc, lúc này cũng không ngon nổi. Đặt dĩa xuống, Lâm Thanh Diện nói, có chuyện cứ nói thẳng, đừng nhìn tôi như vậy. Thật ra, cũng không phải chuyện lớn gì. Bị nhìn chúng suy nghĩ, Triệu Ất có vẻ hơi xấu hổ, thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp, chính là... Nói đến đây, Triệu Ất lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không đợi Lâm Thanh Diện phản ứng đã quỳ gối xuống. Tôi xin cậu làm sư phụ của tôi, dạy tôi đạo tu hành. Hả? Lâm Thanh Diện vội vàng đứng dậy, ông muốn bái tôi làm sư phụ. Đúng vậy. Triệu Ất ngước mắt nhìn Lâm Thanh Diện, mụ nội nó, lão già Điền Uyên kia luôn ỷ vào việc tu vi của mình cao hơn tôi, một lời không vừa ý thì dùng sức mạnh ức hiếp tôi vô cùng khó chịu. Lâm Thanh Diện không nhịn được bật cười, nói nãy giờ, hóa ra là vì chuyện này. Đương nhiên, đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng mà tôi còn nguyên nhân khác, Triệu Ất nói. Ông đứng dậy trước đã, có lời gì đứng lên rồi nói, nếu ông cứ quỳ như thế, vậy tôi cũng quỳ xuống, Lâm Thanh Diện nói. Khế duôi một tay ra, Lâm Thanh Diện nâng đối phương đứng dậy. Quả nhiên lợi hại hơn Điền lão đầu rất nhiều, Triệu Ất không nhịn được cảm thán. Nói chút coi, còn nguyên nhân gì khác khiến ông muốn nâng cao cảnh giới, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt hỏi. Bởi vì cậu, Triệu Ất nghiêm túc nói. Tôi, lần này, Lâm Thanh Diện thật sự không biết trong đầu lão già kỳ lạ này nghĩ cái gì, đang yên đang lành sao lại liên quan đến mình rồi. Đúng vậy. Ánh me Triệu Ất đây nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, lập tức lên tiếng, cậu biết đấy, bây giờ tôi mới chỉ là tông sư cảnh mà thôi, mặc dù có trợ giúp rất lớn đối với tuổi thọ nhưng mà thần quy dù sống thọ vân sẽ có giới hạn. Lão già này cũng văn vẻ lắm. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ. Cho nên, Triệu Ất nói tiếp, tôi nghĩ, nhân lúc cả ngày bầu bạn với thiên tài hiếm có như cậu thế này, cố gắng nâng cao tu vi, xem có thể đột phá hay không. Trong lòng Lâm Thanh Diện không có đáp án, nhưng anh biết rõ, theo cảnh giới không ngừng nâng cao, nhiệm vụ gánh trên vai cũng ngày càng nặng nề. Người bên cạnh không cách nào tưởng tượng được áp lực mà mình phải gánh chịu. Triệu Ất, ông muốn tôi dạy ông, thật ra không phải là không thể được. Lâm Thanh Diện nói.
Triệu Ất cúi người chuẩn bị bái lại, lại bị Lâm Thanh Diện giơ tay nâng lên. Bái sư thì không cần, đúng lúc tôi cũng muốn ông chỉ dạy thuật luyện đan, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, ông xem thế nào? Lâm Thanh Diện nói. Triệu Ất nghe xong cũng không cưỡng cầu nữa. Được, nếu đã như vậy, sau này chúng ta cứ gọi tên họ đối phương, cũng không cần cân nhắc địa vị lớn nhỏ, được chứ? Triệu Ất vừa cười vừa nói. Một lời đã định. Ánh mắt Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, tiếp xúc hai ngày, vậy mà anh lại có cách nhìn khác về lão già này. Triệu Ất này, suy nghĩ đơn giản, làm việc chỉ dựa vào bản thân có thích hay không, không bị công việc rườm rà trói buộc, sống rất tự do tự tại. Tôi có một bộ pháp quyết rất thích hợp để ông luyện tập, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, tin rằng chuyện đột phá ở ngay trong tâm tay, Lâm Thanh Diện nói. Là pháp quyết gì? Triệu Ất vội vàng hỏi. Thập tự quyết. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Trước đó, sau khi Lâm Thanh Diện lấy được toàn bộ truyền thừa của ma thần Tu La, đã từng xem một lượt toàn bộ chiêu thức trong trí nhớ của ma thần Tu La. Anh bất ngờ phát hiện ra bộ thập tự quyết này. Mà bộ pháp quyết này thích hợp nhất đối với người đã có cơ sở tu luyện. Pháp quyết có tổng cộng 10 chữ, mỗi khi luyện thành một chữ tu vi bản thân đều sẽ nâng cao. Nếu như luyện xong toàn bộ 10 chữ, Lâm Thanh Diện đoán chừng ít nhất Triệu Ất có thể bước vào hóa cảnh trung kỳ. Chỉ là, đối với Lâm Thanh Diện lúc đó đã là hóa cảnh đỉnh phong, pháp quyết này không có tác dụng gì. Thập tự quyết. Sau khi nghe thấy, Triệu Ất vô cùng kinh ngạc, đây chính là pháp thuật thượng cổ cực phẩm trong các loại pháp quyết, cậu làm thế nào chiếm được? Lâm Thanh Diện sững sờ, quả nhiên, bất kỳ võ học chuyên thừa nào của ma thần Tu La đều không phải tâm thường. Ông không cần quan tâm chuyện này, tóm lại, tôi dạy thập tự quyết cho ông. Nói xong, Lâm Thanh Diện nói miệng, Triệu Ất ghi nhớ. Triệu Ất nắm giữ tỉnh thần lực, đương nhiên trí nhớ không hề kém, cũng không lâu lắm đã ghi nhớ toàn bộ thập tự quyết. Cảm ơn, Triệu Ất chắp tay nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, không cần cảm ơn, tiếp theo, có phải ông nên dạy tôi chế tạo đan dược cấp bậc hoàn mỹ không? Triệu Ất thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, đi theo tôi. Hai người rời khỏi sơn động, sau khi đi bộ 10 dặm tiến vào một vách núi. Phải luyện đan ở nơi này sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Đúng vậy. Triệu Ất trả lời. Lâm Thanh Diện quan sát hoàn cảnh xung quanh, cỏ dại rậm rạp, phía trước chính là vách đá vạn trượng. Cái tên Triệu Ất này, mỗi lần bảo mình luyện đan đều chọn địa điểm khiến người ta không thể tưởng tượng được. Trước đó là luyện đan trong đêm tối, bây giờ là luyện đan ở vách núi, nhất thời Lâm Thanh Diện nhìn không thấu. Đây chính là đan dược cậu cần chế tạo, Long Cốt Đan. Triệu Ất nói rồi giao cách điều chế vào trong tay Lâm Thanh Diện. Nghĩ lại, hai đạo lý này cũng tương đương với nhau. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, Lâm Thanh Diện nói, cảm thấy không kịp chờ được nữa rồi. Nếu trong hai ngày mình có thể chế tạo ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ, như vậy, viên đan dược cấp thần trong tay Sở Nguyệt cũng ngay trong tâm tay rồi. Từ đã, ánh mắt Triệu Ất chợt thay đổi, sắc bén liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Trong quá trình chế tạo đan dược cấp bậc hoàn mỹ, một khi có bất kỳ sai sót nào sẽ có mạo hiểm bị đan dược phản phệ, nghiêm trọng sẽ mất mạng, cậu hiểu không? Chương 1237, thần hồn đột phá. Phản phệ. Lâm Thanh Diện thốt ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến dung hợp đan dược cấp bậc hoàn mỹ còn phải gánh chịu nguy hiểm như vậy. Đúng vậy. Triệu Ất nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Diện, kỳ tài ngút trời thế này, nếu như bởi vì phản phệ của đan dược mà khiến tu vi giảm xuống, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng, vậy mình thà rằng không nói cho Lâm Thanh Diện phương pháp chế tạo đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Vì vậy, quyền quyết định ở cậu, dựa vào bản lĩnh hiện giờ của cậu, đan dược cao cấp đã khỏi cần phải nói, hơn nữa đan dược cậu chế tạo ra đều có phẩm chất cực cao, đã là sự tồn tại rất cao trong giới luyện đan rồi. Triệu Ất nói tiếp, bây giờ từ bỏ vân còn kịp. Lâm Thanh Diện nghe xong, không chút do dự. Mục tiêu của tôi là cấp thần, nếu như đối mặt với đan dược cấp bậc hoàn mỹ đã chần chừ, vậy chẳng phải để những tên khốn kiếp của thương nguyên giới kia coi thường rồi sao? Lâm Thanh Diện chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Ất, trầm giọng nói, tôi đã chuẩn bị xong, mời ngài bắt đầu. Lâm Thanh Diện, đây là quyết định của bản thân cậu có hối hận không? Triệu Ất hỏi lại lần nữa. Khóe miệng Lâm Thanh Diện khế cong lên, lắc đầu, tôi chỉ hối hận tôi không tiếp xúc với luyện đan sớm hơn. Trong mắt Triệu Ất toát ra vui mừng, gật đầu khen ngợi. Không hổ là con cưng của trời, khí thế bực này, rất khó tưởng tượng anh mới chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Được, tôi tin tưởng cậu. Triệu Ất nói, tiếp theo, xin mời tiếp nhận phương pháp huấn luyện đặc biệt của tôi. Phương pháp huấn luyện đặc biệt. Triệu Ất mỉm cười, kéo Lâm Thanh Diện đi đến vách đá.
Lâm Thanh Diện thò đầu nhìn xuống dưới, phía dưới vách núi tràn ngập sương mù, nhìn không thấy đáy. Ông sẽ không bảo tôi nhảy xuống dưới đấy chứ, Lâm Thanh Diện đùa giỡn nói. Sao có thể như vậy, nhưng mà chuyện sau đó phải làm sẽ còn kích thích hơn nhảy xuống dưới rất nhiều. Ô, Lâm Thanh Diện mang theo mấy phần chờ mong, vậy ông nói thử xem, rốt cuộc tôi cần làm cái gì? Đứng qua đó, đưa lưng về phía vách núi. Triệu Ất phân phó. Lâm Thanh Diện gật đầu, đưa lưng về phía vách núi, chậm rãi lùi về phía sau. Lùi một chút, lại lùi thêm một chút. Triệu Ất đứng ở một bên chỉ huy Lâm Thanh Diện tiếp tục lùi lại. Khoảng cách với vách núi đã rất gần, những viên đá thi nhau rơi xuống, Lâm Thanh Diện không thể không tập trung toàn bộ tinh thần lực lại. Cuối cùng, hai chân của anh đứng ở bên vách núi, trong đó, một nửa lòng bàn chân đang ở trạng thái treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần hơi sấy chân thì sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng. Đây chính là phương pháp huấn luyện đặc biệt mà ông nói. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chằm Triệu Ất nói. Không sai. Triệu Ất thừa nhận chỉ có dưới hoàn cảnh nguy hiểm tột cùng con người mới có thể kích phát ra toàn bộ tiềm năng của mình. Lâm Thanh Diện khi không kiên trì được nữa thì nói với tôi sẽ luôn chờ ở bên cạnh cậu, Triệu Ất nói. Được, vậy tôi thử xem. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhắm mắt lại từ từ phát ra thân hồn chỉ lực. Giờ phút này, anh đã tiến vào trạng thái thiên, như một tảng đá đứng sừng sững trên vách núi, không nhúc nhích, phảng phất như đã hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Anh chỉ có thể cảm nhận được tiếng gió xung quanh cùng với tiếng chim hót ở nơi xa, những chuyện khác đều không liên quan gì đến Lâm Thanh Diện anh. Trong mắt Triệu Ất tràn đầy ý cười, có thể tiến vào trạng thái thiền trong nháy mắt đủ thấy tâm trí Lâm Thanh Diện vững chặt cỡ nào. Cùng lúc đó, Triệu Ất cũng không dám xem thường, nếu lỡ như Lâm Thanh Diện xuất hiện bất kỳ sơ sẩy gì, chính mình sẽ biến thành tội nhân của thế giới này. Thời gian dần trôi, Lâm Thanh Diện đang trong trạng thái thiền cảm thấy hình như cơ thể mình đang thay đổi. Anh chỉ cảm thấy, dường như cơ thể nhẹ hơn trước đây rất nhiều, thậm chí, anh đã không cảm giác được sự tồn tại của cơ thể mình, giao tính mạng cho thân hồn quyết định. Thần hồn trời sinh, Lâm Thanh Diện có ý chí lực cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, Lâm Thanh Diện phát hiện một trò tốt khác của loại rèn luyện này. Khống chế thân hồn hoàn mỹ trong thời gian dài. Lâm Thanh Diện cảm thấy hình như khí tức của mình tỉnh khiết hơn trước kia rất nhiều. Chẳng lẽ lại sắp đột phá rồi? Trong lòng Lâm Thanh Diện nghi ngờ, nhưng rất nhanh anh đã phủ định suy nghĩ của mình, khác với lần đột phá trước, Lâm Thanh Diện cũng không cảm thấy khí ức trong người mạnh lên. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi, đột phá nào dễ dàng như vậy. Trong lòng Lâm Thanh Diện bật cười, nhưng trong nháy mắt một chuyện kỳ lạ hơn xuất hiện trong đầu anh. Lúc này người tí hon màu vàng đại biểu cho thần hồn của anh xuất hiện ở trong đầu, cặp mắt nó đóng chặt như đang ngủ say. Ở xung quanh người tí hon màu vàng bao phủ một tầng linh khí, mà tầng linh khí này đang dần dần lan rộng, dường như là từ trong cơ thể người tí hon màu vàng tỏa ra. Chuyện này, đối với thay đổi trong cơ thể mình, trong đầu Lâm Thanh Diện nảy sinh một suy nghĩ to gan. Chuyện này nói rõ người tí hon đại biểu cho thân hồn của mình có thể mượn cơ hội lần này để đột phá. Đã một ngày một đêm rồi, sao thằng nhóc này vẫn có thể kiên trì? Sáng ngày hôm sau, Triệu Ất nói. Lâm Thanh Diện bên vách núi không nhúc nhích, hô hấp đều đều, thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì. Mà Triệu Ất bên này thì không dễ chịu như vậy. Bởi vì lo lắng Lâm Thanh Diện sẽ trượt chân rơi xuống, ông ta cả đêm không chợp mắt. Không được, còn tiếp tục thế này, cậu ta chưa ngã mình đã ngã trước rồi. Triệu Ất nói xong đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Người bình thường đứng thẳng không động đậy trên đất bằng, chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy tiếng. Cho dù là những binh vương của thần long vệ kia, nếu đứng yên ở bên vách đá như Lâm Thanh Diện, chắc chắn không kiên trì được một ngày một đêm. Hơn nữa thoạt nhìn Lâm Thanh Diện hoàn toàn không có ý muốn kết thúc. Bước lên hai bước, khoảng cách giữa Triệu Ất và Lâm Thanh Diện càng ngày càng gần. Đột nhiên, có một luồng khí tức mạnh mẽ ngăn cản ông ta. Triệu Ất bay thẳng về phía sau. Ai ôi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Ất từ dưới đất bò dậy, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Nhóc con này, rõ ràng không ra tay, tại sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Trong lòng Triệu Ất thầm nghĩ. Thật không ngờ thần hồn của Lâm Thanh Diện đã sớm ngăn cách cơ thể với bên ngoài. Nhưng muốn phá bỏ ngăn cách này, không có thực lực hóa cảnh thì không cách nào làm được. Đáng chết, gọi không cách nào gọi, đụng cũng không thể đụng, vậy bảo người ta phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này? Triệu Ất ngồi dưới đất tỏ vẻ vô cùng uể oải. Chương 1238, cô gái trong suối.
vốn dĩ cho rằng Lâm Thanh Diện luyện tập phương pháp rèn luyện đặc biệt này của mình sẽ không kiên trì được bao lâu. Nhưng rất rõ ràng, mình sai rồi. Người có thần hồn trời sinh quả nhiên không thể dùng ánh mắt người thường để nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên Triệu Ất nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở đối diện hơi nhúc nhích. Lúc này, người tí hon màu vàng trong đầu Lâm Thanh Diện đã tỉnh dậy, thần hồn chỉ lực không ngừng sinh sôi, kích cỡ người tí hon màu vàng cũng cao hơn trước đây rất nhiều, vô cùng oai phong. Loại cảm giác thần hồn chỉ lực tràn ngập toàn thân này thật sự rất thoải mái. Khóe miệng Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười, từ từ mở me. Anh tin tưởng, nếu bây giờ mình phát tán thần hồn chỉ lực chắc chắn có thể khống chế phạm vi 10 dặm xung quanh. Rốt cuộc cậu cũng không kiên trì được nữa rồi. Vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện mở mắt, Triệu Ất vội vàng bước lên nói. Trong mặt Lâm Thanh Diện mang ý cười, cơ thể vẫn không nhúc nhích. Mệt thì mau qua đây đi, hơn 20 tiếng đã là rất khá rồi, Triệu Ất nói, mà trên thực tế là bản thân ông ta mệt mỏi mà thôi. Trái lại cũng không mệt mỏi, chỉ hơi đói bụng thôi. Trong trạng thái nửa lơ lửng giữa không trung, Lâm Thanh Diện đứng bên vách đá, nhẹ như mây gió nói ra. Chỉ đói bụng. Lâm Thanh Diện gật đầu, ăn chút gì đó khôi phục thể lực, có lẽ đứng thêm một ngày cũng không vấn đề gì. Đừng, cậu đã thông qua kiểm tra rồi, mau xuống đây đi. Triệu Ất nói. Lại đứng thêm một ngày, nơi này chính là vách núi đấy, buổi tối gió lạnh thấu xương. Lâm Thanh Diện có thể chịu nổi, nhưng lão già Triệu Ất ông ta không chịu nổi. Thật ra tôi cảm thấy phương pháp kích phát tiềm năng này rất tốt, dường như thân hồn của tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, Lâm Thanh Diện mỉm cười nói. Như thế này là được rồi, cậu mau xuống đây đi, Triệu Ất nói. Ngồi trên vách núi một ngày một đêm, giờ phút này Triệu Ất vô cùng nhớ Nhung Sơn Động của ông ta. Được thôi. Mũi chân Lâm Thanh Diện khẽ điểm một bước nhảy xuống. Bây giờ, tôi có thể chế tạo đan dược cấp bậc hoàn mỹ chưa? Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, rất có tỉnh thân. Bây giờ, Triệu Ất chỉ vào quảng thâm trên mắt mình, trở về ngủ bùi. Nói xong, xoay người rời đi. Lâm Thanh Diện không nhịn được bật cười, được rồi, tự mình làm việc cơm no áo ấm. Trên dược thần cốc tập trung linh khí, ngay cả quả dại bình thường trên núi, cho dù là kích cỡ hay mùi vị, dường như đều ngon hơn trên thị trường rất nhiều. Mặc dù trước đây đã đến dược thần cốc nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện đi dạo xung quanh nơi này. Nơi đây quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian. Nhìn cảnh đẹp trước me, Lâm Thanh Diện thở dài. Đúng rồi, không biết bây giờ suối nước kia thế nào rồi. Đột nhiên Lâm Thanh Diện nhớ đến suối nước thần kỳ mình nhìn thấy khi đi vào dược thần cốc lúc trước. Sau khi anh ngâm mình trong đó, nước suối vốn dĩ xanh biếc vì bị anh hút đi rất nhiều linh khí mà trở nên trong veo. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện lại cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao linh khí trong nước suối vô cùng quan trọng đối với người của dược thần cốc. Xe nhẹ chạy đường quen, Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh suối nước. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nước suối trong veo trước đó đã đổi thành màu xanh biếc. Loại bổ sung linh khí thế này khiến Lâm Thanh Diện cũng phải cảm thấy sợ hãi thán phục. Không ngờ, dược thần cốc lại có linh lực thần kỳ như vậy, dường như liên tục không dứt. Lâm Thanh Diện đứng ở bên cạnh khẽ nói. Là yêu là ai đang nói chuyện? Đột nhiên, từ trong suối nước truyền đến giọng nói của một cô gái. Trên mặt nước tràn đầy sương mù, Lâm Thanh Diện nheo mặt nhìn, mơ hồ nhìn thấy một cô gái đang ngâm mình ở trung tâm suối nước. Quan trọng hơn là, lúc này cô gái đó không mặc quần áo. Anh còn nhìn nữa xem tôi có móc mắt anh xuống không? Cô gái tức giận nói, Lâm Thanh Diện vội vàng thu lại ánh nhìn, quay đầu sang một bên. Tôi chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, nếu có gì mạo phạm, xin được tha thứ. Lâm Thanh Diện đưa lưng về phía suối nước nói. Khi nói chuyện anh chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh từ phía sau đánh úp đến. Lúc này thần hồn lực của Lâm Thanh Diện đã đủ mạnh mẽ, khi cơn gió mạnh cách mình 10 mét thì đã nhanh chóng cảm giác được. Ngay sau đó, một cánh tay thon dài đánh vào bả vai Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn cũng không cần nhìn, chỉ nhích về phía bên trái, nhẹ nhàng né tránh. Sau lưng, cô gái kia hơi nghi ngờ, khế nói, hóa ra anh là cao thủ. Cô gái, tôi đảm bảo vừa rồi tôi không nhìn thấy gì hết, nếu như không còn việc gì khác tôi đi trước. Nói xong, Lâm Thanh Diện định rời đi, toàn bộ quá trình không hề quay người liếc nhìn đối phương. Hừ, còn muốn đi, cho dù anh là cao thủ cũng là người không có giáo dục. Nói xong, cô gái lại tiếp tục tấn công Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này, trong lòng tức giận, cô nói ai không có giáo dục. Lâm Thanh Diện quay người lại, bàn tay khẽ cử động, đánh tan công kích của đối phương.
Lúc này cô gái đã mặc quần áo rồi, nhưng mái tóc ướt nhẹp phối hợp với bề ngoài xinh đẹp trái lại có một loại hấp dẫn khác biệt. Tôi nói anh không có giáo dục. Cô gái ngang ngược nói, còn không biết cái tên lỗ mãng nhà anh từ đâu chạy đến. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh lẽo, không ngờ cô có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lời nói lại ác độc như vậy. Sao nào tôi nói sai à? Nếu không phải anh không có giáo dục vậy sao vừa rồi nhìn trộm người ta? Tôi nói rồi, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua cũng không biết cô ở chỗ này, hơn nữa trên mặt nước phủ đầy sương mờ, khoảng cách rất xa tôi cũng không nhìn rõ. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Hừ, nói như vậy, nếu anh có thể nhìn rõ chẳng phải nhìn thấy rồi sao? Cô gái khinh thường nói ra. Tôi không rảnh nói chuyện với người kiêu căng ngang ngược như cô. Đối với loại con gái điêu ngoa thế này, Lâm Thanh Diện không có chút ấn tượng tốt nào, hôm nay anh không nói cho rõ ràng, vậy cũng đừng mong rời đi. Nói xong, cô gái lách mình đến trước mặt Lâm Thanh Diện, móc một con dao găm từ trong ngực ra, đâm thẳng vào trái tim Lâm Thanh Diện. Hay cho một cô gái ngang tàng bạo ngược. Lâm Thanh Diện lên tiếng tính toán dạy cho cô ta một bài học. Chỉ trong chốc lát, dao găm rơi khỏi tay cô gái. Mà Lâm Thanh Diện cũng không do dự, dứt khoát bẻ cánh tay của đối phương ra sau lưng, sau đó khẽ đẩy một cái, cô gái này lập tức ngã xuống mặt đất. Quần áo màu trắng trên người cũng bị bùn đất làm bẩn. Anh, cô gái ngồi dưới đất trong mắt tràn đầy căm giận. Cô mới bao nhiêu tuổi mà toàn đánh ra sát chiêu như vậy, cũng độc ác quá rồi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói ra. Cho dù giết anh thì sao chứ? Cô gái không biết hối cải. Lâm Thanh Diện thấy cô ta tùy tiện như vậy, khẽ lắc đầu. Phủi phủi bùn đất trên người, cô gái đứng dậy, nói cho anh biết. Đừng tưởng rằng anh có thể đánh thắng tôi là lợi hại. Nơi này chính là dược thần cốc có bản lĩnh, chúng ta so tài luyện đan, anh dám không? Luyện đan? Không sai, cô gái khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện, nhìn dáng vẻ này của anh, căn bản cũng không biết luyện đan, chắc hẳn cố ý đến cầu xin đan dược, nếu anh chịu xin lỗi tôi rồi dập đầu ba cái, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ cho anh một viên đan dược. Cô nghĩ nhiều rồi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, nhưng mà tôi dám đảm bảo, nếu cô còn nói chuyện không giữ mồm giữ miệng như vậy, lát nữa sẽ không phải chỉ là té ngã đơn giản như vậy đâu. Anh! Cô gái tức giận không thôi, nhưng tự biết thực lực bản thân không cao. Buổi sáng ngày mai, ngay bên cạnh suối nước này sẽ có một cuộc so tài luyện đan của đám tiểu bối chúng tôi, anh dám đến không? Cô gái hỏi. Chương 1239, cho cô bé một bài học. Tỷ thí luyện đan. Vừa khéo mình cũng muốn xem thử rốt cuộc những người cùng tuổi bây giờ có trình độ gì. Được, tôi đồng ý với cô, Lâm Thanh Diện trả lời. Được, đến lúc đó chúng ta đấu một ván phân thắng thua, nếu ai thua thì phải làm trâu làm ngựa cho đối phương. Nói xong, cô gái này tỏ vẻ hưng phấn. Thật là một cô gái điêu ngoa tùy hứng. Được, nhưng người giúp việc trong nhà tôi đã nhiều lắm rồi, cô Vân chưa đủ tư cách làm trâu làm ngựa cho tôi đâu, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Anh đúng là đồ đáng ghét. Cô gái trẻ bị lời nói của anh làm cực kỳ tức giận, chỉ vào anh nói, sáng mai tôi rất muốn xem thử anh còn kiêu ngạo được như bây giờ nữa không. Nói xong, cô gái trẻ tức giận xoay người rời đi. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng không còn tâm trạng đi chơi nữa, xoay người trở về trong hang núi. Triệu Ất Vân ngủ say như chết, 20 mấy tiếng không nghỉ ngơi tạo thành ảnh hưởng rất lớn với ông ta. Lâm Thanh Diện mỉm cười, cũng không quấy rầy, đi tới một bên yên lặng ngồi xuống. Một lúc lâu sau đó, mãi đến khi người trẻ tuổi đưa đồ ăn kia đến, Triệu Ất như bị điện giật bật dậy từ trên giường, thơm quá, chắc chắn là mùi thịt chưng bột. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện, Triệu Ất cười hỏi, sao vậy, khi nãy cậu Vân luôn ngồi ở đó à? Không có, chỉ mới ngồi một lát thôi, khi nấy đi vòng vòng trong dược thần cốc. À, Triệu Ất hỏi, dược thần cốc tập trung linh khí thiên địa còn ít có người đến, đương nhiên quang cảnh được bảo vệ rất tốt. Thật sự rất khác những nơi khác, Lâm Thanh Diện tán thành. Nhưng tôi khuyên cậu đừng đi vào sâu trong rừng cây kia thì tốt hơn. Triệu Ất khuyên. Hả, sâu trong rừng cây có gì à? Lâm Thanh Diện khó hiểu. Một vài thứ đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng ta không đi vào thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu Triệu Ất không nói, Lâm Thanh Diện cũng không truy hỏi nữa. Tôi cũng muốn hỏi ông một chuyện, có phải trong thế hệ trẻ tuổi của Dược Thần Cốc ông có một cô gái nhỏ không? Lâm Thanh Diện hỏi. Cô gái nhỏ. Triệu Ất nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt xấu xa, Dược Thần Cốc có tổng cộng 7 đệ tử, cậu vừa ý ai, có muốn ông già này nói chuyện giúp cậu không? Lâm Thanh Diện đen mặt lại, tôi đã kết hôn rồi, đừng nghĩ những chuyện như thế nữa. Kết hôn rồi, Triệu Ất bĩu môi, vậy thì đáng tiếc quá.
Cô gái nhỏ kia rất ngang ngược, tôi chỉ đi ngang qua nhìn thấy cô ta hấp thụ linh lực trong suối thôi mà cô ta đã cầm dao tấn công tôi rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua Triệu Ất, dược thần cốc các ông có cô gái nhỏ thô bạo như thế không? Triệu Ất không chút nghĩ ngợi, thuận miệng nói, chắc chắn cô gái mà cậu nói là Tiểu Điêu. Tiểu Điêu? Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, cô ta đúng là người cũng như tên, quá là điêu ngoa. Không sai, theo như lời cậu nói thì chắc chắn là Tiểu Điêu. Triệu Ất ăn một miếng thịt chương bột nói tiếp, con bé là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Dược Thần Cốc, có lẽ lúc trước cậu từng gặp Hồ Vân nhỉ, cậu có đánh giá gì với thiên phú của Hồ Vân? Tạm tạm. Lâm Thanh Diện thuận miệng đáp. Triệu Ất cũng không phản bác, Lâm Thanh Diện có thể nói ra lời đánh giá thế này đã là lời khen lớn nhất với Hồ Vân rồi. Thiên phú của Tiểu Điêu này thậm chí còn lớn hơn Hồ Vân, Triệu Ất nói, khác với Hồ Vân, thiên phú luyện đan của cô bé trong những người trẻ tuổi không ai có thể sánh bằng cả. Điêu ngoa như vậy, e rằng sau này khó thành châu báu. Lâm Thanh Diện nói, thầy luyện đan cần nhất là phải tập trung, không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, nếu Tiểu Điêu như thế, dù thiên phú có cao đến mấy cũng rất khó làm nên chuyện. Ông Điền rất cưng chiều Tiểu Điêu, những người khác trong cốc cũng đều nghe theo cô bé, ỷ vào việc mình thiên phú cao, con bé này thật sự không biết trời cao đất rộng, Triệu Ất nói. Xem ra cô gái nhỏ này có tính cách điêu ngoa như thế là vì hoàn cảnh xung quanh. Mấy năm nay, không ít đệ tử trẻ tuổi trong cốc bị cô bé ức hiếp, nhưng cũng hết cách, ai bảo cô bé có thiên phú, người khác cũng không làm gì được cô bé, Triệu Ất nói. Lâm Thanh Diện buông bát đũa xuống, sáng mai cô ta hẹn tôi tỉ thí luyện đan ở Linh Tuyền, tôi đã đồng ý rồi. Tỉ thí luyện đan, ha, xem ra con nhóc này bị thua cậu, muốn dùng việc luyện đan để lấy lại danh dự dây mà. Triệu Ất đoán, ông cảm thấy trình độ của tôi bây giờ so với cô ta thì thế nào? Lâm Thanh Diện hỏi. Triệu Ất nheo mắt lại, nhìn Lâm Thanh Diện với hàm ý sâu xa. Thăng chắc, nhưng ông có nói cô ta rất có thiên phú luyện đan. Triệu Ất nghiêm túc đáp, đó chỉ là so với người khác thôi, so với cậu chút thiên phú đó của cô nhóc có là gì đâu. Lâm Thanh Diện, ngày mai nhờ vào cậu rồi, nhớ cho con nhóc này một bài học, nếu không tôi thật sự sợ sau này nó sẽ đi sai đường, Triệu Ất nói. Tôi sẽ làm. Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói sáng sớm hôm sau, bên Linh Tuyên. Lúc này, mười mấy người trẻ tuổi ở Dược Thần Cốc đang tập trung ở đây. Tiểu Điêu, cô nói hôm qua cô gặp một người, hẹn với anh ta ở đây hôm nay, anh ta sẽ đến chứ? Một chàng trai trẻ hỏi. Tiểu Điêu đứng trong đám người khinh bỉ nói, tốt nhất là anh ta đừng đến, nếu dám đến, chúng ta bảo anh ta quỳ gối dập đầu ba cái cho tôi. Đúng đấy, trình độ luyện đan của Điêu sư muội đến cả cốc chủ cũng phải khen. Một người ngoài mà thôi, thật sự chẳng là cái thá gì cả, một người khác cũng nịnh hót. Đương nhiên rồi, để tôi xem hôm nay anh ta có dám đến không. Tiểu Điêu nhìn ra xa, không coi Lâm Thanh Diện ra gì. Lúc này, có người bước ra từ trong đám người, bước chậm đến bên cạnh Tiểu Điêu. Điêu sư tỷ, chị xem, nếu hôm nay người kia đến, không bằng để hai người tự tỉ thí đi, chúng tôi sẽ không tham gia vào. Vì sao? Tiểu Điêu xoay người hỏi cậu ta. Chị cũng biết đó, mỗi lần chúng ta tỉ thí luyện đan đều là chị thắng, mà sau khi chị thắng luôn bảo chúng tôi làm này làm kia, bưng trà rót nước cho chị. Tên hầu tử chết tiệt này, cậu nhiều lời thật, sao hả, cậu không muốn bưng trà rót nước cho tôi à? Vậy cậu có bản lĩnh thì thăng tôi đi, Tiểu Điêu đắc ý nói. Người được gọi là hầu tử kia vội vàng nói, đương nhiên, chúng tôi sẵn lòng hầu hạ chị rồi, hơn nữa ai không biết chị là người luyện đan giỏi nhất, sao chúng tôi có thể thăng chị được, nhưng mà... Nhưng mà cái gì, nói mau. Tiểu Điêu mất kiên nhẫn hỏi, nhưng Vân rất hưởng thụ lời khen của hầu tử. Không phải chị rất ghét người đàn ông hôm qua sao, không bằng lát nữa hai người đấu một mình, anh ta thua thì để một mình anh ta làm việc cho tất cả chúng ta, nếu như thế, chẳng phải sư tỷ sẽ vui vẻ hơn sao? Hầu tử nói. Sau khi nghe Tiểu Điêu cười đắc ý, đầu óc cậu đúng là linh hoạt, được rồi, cứ làm theo lời cậu nói đi, ngoài việc bảo anh ta dập đầu với tôi còn phải để anh ta hầu hạ tôi ít nhất một tháng nữa. Được, Điêu sư tỷ thật oai phong, chúng tôi sẽ cổ vũ cho chị. Hầu tử kêu gọi mọi người, người xung quanh ngầm hiểu. Hóa ra mỗi lần đấu luyện đan, Tiểu Điêu đều sẽ đưa ra một vài yêu cầu quá đáng, những người này không còn cách nào, chỉ có thể uất ức bản thân làm theo, hôm nay thấy có người có thể chịu thay đương nhiên rất vui rồi. Mọi người nhìn kìa, có người đến. Mọi người nhìn sang theo hướng ngón tay chỉ, quả nhiên thấy Lâm Thanh Diện bước chậm đến. Không ngờ anh thật sự tới rước nhục nhỉ, Tiểu Điêu khinh bỉ nói. Lâm Thanh Diện bình tĩnh đáp, bớt nói nhảm đi, có thể bắt đầu rồi chứ. Chương 1240, một lúc chế ba viên.
Được, nếu anh đã đến tìm tai họa thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Tiểu Điêu cười lạnh nói. Cô ta đưa mắt ra hiệu, hầu tử và mọi người lập tức lấy dược liệu tỉ thí lần này ra. Lâm Thanh Diện chỉ nhìn thoáng qua, nếu ở bên ngoài, những dược liệu này đều vô cùng quý hiếm, nhưng ở dược thần gốc gần như là dược liệu vô cùng bình thường dễ kiếm. Trước khi tỉ thí tôi có mấy lời muốn hỏi anh biết chế đan chứ? Đừng để lát nữa lúc bắt đầu tỉ thí lại nói tôi ức hiếp anh. Tiểu Điêu cười nhạo hỏi. Tôi đã học tập ở đây 2 ngày rồi, Lâm Thanh Diện nói đúng sự thật. 2 ngày. Sau khi nghe thấy, đầu tiên Tiểu Điêu hơi sửng sốt, rồi bắt đầu cười ha hả. Người xung quanh cũng cười ngả nghiêng. Mới học 2 ngày cũng dám khiêu chiến với Tiểu Điêu ư. Trách đầu óc tên này có vấn đề rồi. Đúng đấy, lát nữa đợi xem anh A mất mặt đi. Này, về mặt chế đan, anh không phải đối thủ của tôi đâu, chịu thua đi. Tiểu Điêu tự tin nói, chỉ cần anh chịu xin lỗi vì hành động của anh hôm qua, gọi tôi 3 tiếng bà cô tôi sẽ tha thứ cho NHTL. Hành động hôm qua, hành động gì? Lâm Thanh Diện thuận miệng hỏi. Không phải anh. Nói đến đây, Tiểu Điêu đỏ mặt. À, tôi nhớ rồi, chuyện cô nhắc đến là cô tưởng tôi nhìn lén cô tắm suối đúng không? Lâm Thanh Diện nhớ lại rồi nói. Cái gì, anh ta nhìn lén Tiểu Điêu ngâm mình dưới suối? Thế chẳng phải Tiểu Điêu bị anh ta thấy hết rồi sao? Chẳng trách Tiểu Điêu sư tỷ lại tức giận đến thế, thì ra là hôm qua xảy ra chuyện như vậy. Các người câm miệng cho tôi. Tiểu Điêu tức giận la lên, Lâm Thanh Diện nói chuyện Tiểu Điêu bị nhìn lén trước mặt mọi người khiến cô ta rất khó chịu, càng có thành kiến với Lâm Thanh Diện hơn. Tôi cho anh biết hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, bây giờ anh muốn xin lỗi cũng không còn cơ hội nữa rồi. Tiểu Điêu tức giận nói. Tùy, Lâm Thanh Diện nhún vai cũng lười chấp nhặt với cô ta, chúng ta có thể bắt đầu chưa, tôi còn phải đi ăn bữa trưa nữa. Được, anh đúng là ngông cuồng, tôi không tin một người mới học được 2 ngày có thể thắng tôi. Trong mắt Tiểu Điêu lóe lên ánh sáng lạnh, cô ta xoay người đi đến bên cạnh đống dược liệu đã sắp xếp ngay ngắn. Thấy 2 người đã vào xô, lúc này, hầu tử đi ra giới thiệu quy tắc tỉ thí. Tỉ thí lần này 1 trận phân thắng thua, tổng cộng có 3 cách phối chế cao, trung, thấp, 2 vị phải chế 3 viên đan dược này luôn, người tạo ra chất lượng tốt nhất sẽ thắng, nếu chất lượng giống nhau, thì người sử dụng ít thời gian hơn sẽ thắng. Nói xong, hầu tử nhìn 2 người một cái, được rồi, cuộc thi bắt đầu. Tiểu Điêu châm chọc nhìn Lâm Thanh Diện, lát nữa tôi muốn xem anh còn dám ngông cuồng thế nữa không? Cô gái, nói ít, làm nhiều. Lâm Thanh Diện bình tĩnh đáp, không thèm để tâm đến lời châm chọc của một cô gái nhỏ. Đầu tiên anh nhìn đan dược cấp thấp một cái, không khác ngưng thần đan mình làm 2 ngày trước lắm, không có gì khó cả. Còn bên này, Tiểu Điêu hít sâu một hơi, lúc hầu tử tuyên bố bắt đầu tỉ thí cô ta nhanh chóng pha chế các dược liệu ở bên cạnh. Thao tác của cô ta rất nhanh, nhìn đến đâu là tay đưa đến đấy. Lâm Thanh Diện cũng hơi kính trọng và khâm phục, còn nhỏ tuổi đã có bản lĩnh chế đan dược như vậy, không hổ danh là người có thiên phú. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện cảm nhận được quanh người Tiểu Điêu tồn tại một hơi thở nào đó. Con nhóc này cũng là người có tinh thần lực mạnh mẽ. Lâm Thanh Diện thầm gật đầu, dường như hơi hiểu ra vì sao Điền Nguyên lại coi trọng cô ta. Thời gian trôi qua, Lâm Thanh Diện vẫn chưa làm gì, còn bên này, Tiểu Điêu đã dung hợp được 1/2 đan dược cấp thấp rồi. Rốt cuộc tên này có biết không vậy? Đúng đấy, sao lại đứng đó như đồ ngốc thế? Quả nhiên Tiểu Điêu sư tỷ thăng chắc rồi. Mọi người bàn tán, nhưng bọn họ không biết Lâm Thanh Diện đang nhắm mắt lúc này đã sắp xếp 3 cách phối chế đan dược thấp trung cao ở trong đầu từ lâu. Hôm qua thần hồn của mình vừa hoàn thành đột phá, vừa khéo mượn cơ hội lần này xem lúc mình chế đan có thể tốt hơn 2 lần trước không. 15 phút sau, Lâm Thanh Diện mở mắt trên miệng chứa đựng ý cười khó nhận ra. Anh ta bắt đầu chế đan rồi. Người bên ngoài ngạc nhiên thốt lên. Tiểu Điêu ở bên cạnh vô thức nhìn sang. Nhìn rồi Tiểu Điêu suýt bật cười thành tiếng. Mà người xung quanh lại rất ngạc nhiên, bây giờ bọn họ thật sự thấy hơi nghi ngờ rằng có phải người này định đến kiếm chuyện không. Đa số mọi người chế đan đều sẽ làm như Tiểu Điêu, tiến hành phân loại dược liệu cần thiết cho mỗi loại đan dược, sau đó lần lượt chế. Đây là cách nhanh nhất tốt nhất. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện lại dứt khoát gom tất cả dược liệu đến bên cạnh mình, chỉ tiện tay cầm lấy, không có chút thứ tự gì. Cái tên này đang làm gì thế? Mọi người đều thấy khó hiểu. Thấy Lâm Thanh Diện lúc thì cầm dược liệu đan dược cấp thấp, lúc thì cầm dược liệu đan dược cấp cao. Rốt cuộc anh ta có biết những dược liệu này không vậy, sao lại lấy linh tinh vậy? Mọi người khó hiểu, đều cảm thấy hôm nay người đàn ông trước me này thua chắc rồi.
Lúc này Lâm Thanh Diện hết sức chăm chú, thần hồn chỉ lực của anh phát ra, lúc này trong đầu chỉ có 3 cách luyện chế đan dược. Trông Lâm Thanh Diện như lấy linh tinh, nhưng thật ra là anh đang thách thức bản thân. Người khác chế đan đều là chế từng viên, lần này Lâm Thanh Diện tôi muốn chế một lần 3 viên. Hơn nữa cấp bậc của 3 viên đan dược này còn không giống nhau, chuyện này thật sự là khiêu chiến như địa ngục với thầy luyện đan. Thông qua cố gắng thì có thể tập trung tỉnh thần lực được, nhưng còn phải đồng thời phân bố đều tỉnh thần lực lên cả 3 viên đan dược, còn phải biết rõ trình độ dung hợp của cả 3, đây thật sự là chuyện khó như lên trời. Mà lúc này Lâm Thanh Diện lại đang làm một chuyện như thế. Thần hồn tiến hóa, trước đó Lâm Thanh Diện vốn dĩ đã có thể phân bố thần hồn lên 4 con kim long trong Du Long Thức Vân có thể khống chế được, bây giờ đồng thời chế 3 viên đan dược, Lâm Thanh Diện cho rằng chắc mình có thể làm được. Bên này, Tiểu Điêu đã dung hợp xong đan dược cấp thấp. 45 phút Tiểu Điêu sư tỷ tỷ tiến bộ nhiều thật đó. Hầu tử khen ngợi, xem thêm ngôn tình tổng tài. Tiểu Điêu nhếch môi, xem ra mấy ngày nay liên tục ngâm trong suối cũng có lợi lắm. Nhưng vừa nghĩ đến suối, Tiểu Điêu lại nhớ đến cảnh bị Lâm Thanh Diện nhìn lén hôm qua. Hôm nay cái tên này thua trong ai mình, xem sau này anh còn kiêu ngạo kiểu gì nữa. Nghĩ vậy, cô ta nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện. Dược liệu để lung tung trước mặt anh, trông rất lộn xộn, hoàn toàn không có trật tự. Si, đã như thế rồi còn không chịu thua, đúng là đến chết vẫn sĩ diện. Tiểu Điêu thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, hai người Điền Nguyên và Triệu Ất Vân đứng trên đỉnh núi đối diện cùng lách đầu. Việc tối kỳ lúc chế đan chính là phân tâm, con nhóc Tiểu Điêu này đúng là có thiên phú, nhưng không thể tập trung tỉnh lực, con bé thua rồi, Điền Nguyên nói. Triệu Ất cười khẽ, thua là điều chắc chắn, nhưng tôi không ngờ thằng nhóc Lâm Thanh Diện này lại tiến bộ nhanh đến thế, một lần chế tận 3 viên đan dược còn là cấp bậc khác nhau, ông Điền, ông làm được không? Điền Nguyên lúng túng nói, nếu 3 viên cấp bậc giống nhau thì có thể thử. Triệu Ất không nói gì nữa, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện lại có thể chút thưởng thức. Bên cạnh Linh Tuyền, Tiểu Điêu bắt đầu chế tác đan dược trung cấp. Lần này, tốc độ của cô ta chậm lại rõ ràng, dường như tỉnh thần lực cũng không mạnh như trước đó nữa. Dù sao cũng là đan dược trung cấp, cân tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể chịu được. Tiểu Điêu sư tỷ cố lên, đến bây giờ tên kia còn chưa làm ra được đan dược cấp thấp mài. Đúng đấy, mệt thì nghỉ một lát, tôi thấy anh ta còn không biết chế đan ấy chứ. Mọi người nói. Nhưng Tiểu Điêu lại không thả lỏng, hôm qua bị Lâm Thanh Diện khống chế một cách dễ dàng, hôm nay cô A muốn thể hiện thiên phú về mặt luyện đan của mình với anh ta. Tôi sẽ thăng anh, khiến anh phải nghẹn họng. Tiểu Điêu nhếch môi, lại tập trung tỉnh lực một lần nữa. Đột nhiên, cô ta cảm thấy đám người hóng hớt náo nhiệt bên cạnh chợt trở nên yên tĩnh. Giọng nói của Hầu Tử vọng đến, sao có khả năng này được chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1240.